chương 51 Điền trọng thân mật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 51 Điền trọng thân mật Yên tĩnh trên đại điện, chỉ có bút lông xẹt qua giấy lã tả làm bài thanh. Triệu mạnh uống xong hai ngọn trà, cảm thấy có chút nhàm chán, liền đối bên cạnh đại thái giám dùng cái ánh mắt, đại thái giám lập tức hiểu ý, khinh thủ khinh cước nâng dậy triệu mạnh, nhưng triệu mạnh di giá sau điện nghỉ ngơi. Thi đình tuy rằng từ hoàng đế tự mình chủ trì, có thể giám thị cũng là lễ bộ sống, triệu mạnh thân là vua của một nước tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình tại đây làm ngồi. Nhìn đến hoàng đế về phía sau điện nghỉ tạm, cả triều văn võ trừ lễ bộ quan viên ngoại, đương nhiên cũng sẽ không thể lại ở điện thượng đứng, đều theo đi qua. Lễ bộ quan viên nhưng là cũng tưởng đi theo, nhưng bọn hắn được giám thị, cho nên chỉ có thể tiếp tục đứng ở trên đại điện chờ hoàng đế cùng trong triều trọng thần đi rồi nguyên bản đè nén đại điện chớp mắt thoải mái không ít rất nhiều cống sĩ thậm chí cầm tay áo vụn trộn xoa xoa cái tráng mồ hôi may mắn cuối cùng có thể an tâm làm bài chính là không chờ bọn hắn may mắn bao lâu cái này cống sĩ liền buồn bực phát hiện thi đình tuần thi quan viên ra vẻ nhiều đến vượt quá tưởng tượng bất quá một nén nhang công phu còn có một hai cái quan viên đến tuần tra một lần chúng cống sĩ Trước kia thế nào không có nghe những thứ kia tiền bối nói qua, thi đình tuần thi như vậy đáng ghét. Chúng cống sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể nỗ lực đem chú ý đều tập trung ở bài thi thượng, hai tay không nghe thấy bên cạnh sự, một lòng chỉ làm thi đình đề. Điền trọng nhận thấy được bên người lại đi qua một cái, lúc lơ đãng đi ngang qua, tuần giám khảo viên, một bên làm bài một bên khẽ thở dài một cái, hắn cái này ngày xưa đồng liêu, đến cùng là có bao nhiêu tò mò hắn học mới, một đám đều riêng chạy tới xem một mắt, thậm chí vì biểu hiện chẳng như vậy rõ ràng, còn đều cố ý chuyển một vòng mới đi lại. Điền trọng có chút không lời, mặc kệ cái này nhàn rỗi nhàm chán gia hỏa, chuyên tâm làm chính mình bài thi. Ở tới gần thi đình kết thúc, tiền thượng thư cùng ôn thượng thư cũng riêng, lúc lơ đẳng đi ngang qua tuần thi một lần, nhìn đến điền trọng làm tràn đầy bài thi, hai người liếc nhau, tiếp tục tuần tra mặt sau thí sinh. Đông, theo một tiếng hùng hậu chuông vang, sở hữu cống sĩ bỏ xuống bút, nội thị tiến lên từng cái hồ danh, sau đó đem bài thi thu hồi đến. Lần này không khí có chút quá dị thi đình mới rốt cuộc kết thúc. Thi đình sau khi kết thúc, phía trước dẫn mọi người vào nội thị lại dẫn chúng cống sĩ theo thứ tự đi ra, chẳng qua lần này không lại là hồi thiên điện, mà là trực tiếp mang mọi người đi ngoài cửa cung. Ra cửa cung, sở hữu cống sĩ cuối cùng triệt để thả lỏng xuống dưới, quen biết nhân bắt đầu tam ba năm ngủ tụ ở cùng nhau, kết bạn cùng nhau trở về. Điền trọng cùng trương phù cũng không ngoại lệ, hai người cùng nghiêm ngạn còn có vương hiền cùng nhau, vừa nói nói, một bên hướng bọn họ xe ngựa đi. Cái này cuối cùng thi xong, vương hiền thở vào nhẹ nhõm, cảm khái nói. Chúng ta này giới thi hương vào kinh đi thi không dưới mấy chục nhân, thi đến cuối cùng, lại chỉ còn lại có chúng ta bốn. Biết đủ đi, năm đó ta ở phía trước hướng thi kia một lần thi hội, chúng ta kia một lần, cũng chỉ có ta chính mình thượng bản, kết quả ta còn bởi vì giữ đạo hiếu không tham ngộ thêm cuối cùng thi đình. Cuối cùng thi xong liên tục áp ở trong lòng khoa khảo, nghiêm ngạn cũng so dĩ vãng sinh động chút, nói cũng nhiều đứng lên. Ba người nghe thổn thức không thôi, khoa cử tựa như ngàn vạn nhân mã đi cầu độc một, thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được, hơi có vô ý, liền có thể có thể ngã xuống, tựa như cùng bọn họ cùng nhau đến thi hương thứ ba thứ năm, rõ ràng thực lực cũng không kém, có thể thi hội kết quả đi ra, lại bản thượng vô danh, chỉ có thể ảm đạm rời đi, chờ 3 năm sau lại thi. Trương Phù nghĩ đến chính mình thi hương mới thứ sáu, thi hội lại vượt qua sinh bệnh, thế mà còn có thể đi vào thi đình, nhất thời may mắn không thôi, đề nghị nói. Bây giờ thi đình đã thi xong, không bằng chúng ta đi ăn mừng một chút, hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Này đề nghị tốt. Vương Hiền đầu tiên đồng ý nói. Quả thật cần phải ăn mừng một chút nghiêm ngạn cũng đồng ý nói. Điền trọng cũng không dị nghị, cũng gật gật đầu. Ngồi xe ngựa của ta đi, ta biết Kinh Thành có mấy cái hảo ngoạn địa phương. Nghiêm ngạn tuy rằng không là Kinh Thành nhân, có thể tiến đến qua Kinh Thành, lại ở hắn đại bá gia ở mấy tháng, hắn đường huynh đệ thường xuyên dẫn hắn đi ra, cho nên tự giác nửa địa chủ, đối trương phù vài người nói. Trương phù vốn là lâm thời nảy ra ý, vừa nghe nghiêm ngạn có địa phương đi, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, vì thế ba người cũng không về thử quán xe ngựa, trực tiếp thượng nghiêm ngạn xe ngựa. Nghiêm ngạn đối phu xe phân phó một câu, phu xe liền giá xe ngựa hướng hoàn thành ngoại chạy tới. Trên xe ngựa, nghiêm ngạn nói vài cái hảo ngoạn địa phương, nhưng ba người chọn, trương phù cùng vương hiền xưa nay là hảo ngoạn tính tình, nhất thời thảo luận đứng lên, điền trọng nhưng là đối đi đâu cũng không thèm để ý, cười nhìn hai người tranh luận một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, liền vén lên xe ngựa rèm cửa sổ, xem bên ngoài cảnh sắc. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy qua một cái cái ngõ tử, Điền Trọng nhìn có chút quen thuộc lại xa lạ mỗi tòa tòa nhà, không khỏi có chút xuất thần. Trải qua một cái góc khi, Điền Trọng nhìn đến một tòa khép chặt đại môn tòa nhà, đột nhiên, di, một tiếng. Như thế nào? Nghiêm ngạn vốn chính cười nhìn Trương Phù cùng Vương Hiền tranh luận đến cùng là uống hoa tửu vẫn là du hồ, nghe được Điền Trọng kinh ngạc thanh, quay đầu hỏi kia tòa tòa nhà vì sao không có đèn lồng. Điền trọng chỉ vào vừa mới nhìn đến cái kia tòa nhà, có người trụ tòa nhà đều sẽ đèn treo tường lồng, không có đèn lồng, chẳng phải là. Nghiêm ngạn xem xét một mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai người nói kia gia A, đó là thái phó phó lão tòa nhà, trước đó vài ngày hắn cáo lão hồi hương, ta đại bá còn cùng đồng liêu đi đưa qua, nhà hắn bây giờ không ở trong kinh, kia sân không, tự nhiên sẽ không đèn treo tường lồng. Cáo lão hồi hương, chuyện khi nào? Điền trọng vội hỏi. Hẳn là thi hội ít bản ngày đó đi. Nghiêm ngạn sờ cầm suy nghĩ một chút, hắn đại bá hình như là ngày đó thuận miệng nói một câu. Thì ra là thế, điền trọng nhìn kia tòa dần dần đi xa tòa nhà, thì thào nói. Nguyên lai like ngày đó, tiên sinh phải đi cùng hắn cáo biệt. Nghiêm ngạn nhìn Điền Trọng sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, vội hỏi. Nhưng là thân thể không thoải mái. Điền Trọng quay người lại, miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì, có thể là thi đình có chút mệt, cũng không lo ngại. Nghiêm ngạn nhìn Điền Trọng không muốn nói, cũng không tốt hỏi nhiều, liền tiếp tục quay đầu xem Trương Phù cùng Vương Hiền Thương Thảo đến cùng đi đâu. Mà Điền Trọng, thì ngồi ở một bên không yên lòng ngẩn người. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đứng ở một tòa tráng lệ lầu cát trước, bốn người xuống xe ngựa. Xem trước mắt lầu cát, Điền trọng này mới hồi phục tinh thần lại, thuận miệng hỏi nghiêm ngạn. Nghiêm huynh, đây là kia. Là Nguyệt Tiên Cát, chúng ta đến uống hoa tử. Không đợi nghiêm ngạn trả lời, Trương Phù liền hưng phấn nói, hắn cùng Vương Hiền cãi thật lâu, mới định ra nơi này. Uống hoa tử. Chúng ta thích hợp. Điền trọng nghi hoặc nói, triều đình cũng không cho phép quan viên chơi gái, tuy rằng bọn họ còn chưa vào triều làm quan, có thể cũng có chút không ổn. Yên tâm, Nguyệt Tiên các trong mặc dù có mỹ nhân, có thể chẳng phải thanh lâu, hơn nữa bên trong cô nương đều là lương gia tử, nhân gia đều là bán nghệ không bán thân, chính là trong triều đại thần, ngày thường cũng có tới nghe cái cầm, xem cái vũ. Nghiêm ngạn giải thích nói. Vương Hiền cũng ở một bên cười nói. Chính là, Điền Huynh ngươi cũng quá chính nhân quân tử, thế mà liền này đều không biết, vì Huynh trước kia ở U Châu Khi, chợt nghe qua Nguyệt Tiên các đại danh đã sớm nghĩ đến kiến thức kiến thức, đáng tiếc liên tục không có cơ hội, hôm nay may mắn được có nghiêm huynh làm ông chủ, chúng ta có thể muốn hảo hảo chơi đùa, nghe nói trước kia điền đại tướng quân tại thế thời điểm, đều thường đến này, còn từng vị này thân mật nguyệt như tiểu thư vung tiền như rác nghi. Điền trọng, ta thân mật, bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Xinh đẹp thiên tiên liễu nguyệt như bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 52 Xinh đẹp thiên tiên liễu nguyệt như Chính nhân quân tử Vì thân mật vung tiền như rác Trương Phù nghe Vương Hiền nói Đột nhiên nở nụ cười Vương Hiền không rõ chân tướng nhìn Trương Phù. Trương Phù chịu đựng cười, khoát tay tỏ vẻ không có gì, một thanh dắt điền trọng, đi, chúng ta đi gặp gặp điền đại tướng quân thân mật đi. Nói xong, đi trước làm gương vào nguyệt tiên cát. Nghiêm ngạn cùng vương hiền nghi hoặc liếc nhau, cũng đuổi kịp. Nguyệt tiên các bên ngoài tráng lệ cùng kim lăng khác lầu các giống hệt nhau, có thể chờ đi vào, sẽ nhận thấy được này độc đáo chỗ, trong lầu bồn cảnh bình phong bày biện đang xen hợp lý, trên tường danh nhân tranh chữ treo cũng cực kỳ chú ý, toàn bộ trong lầu thanh u yên tĩnh, khắp nơi lộ ra một cái, nhã, chữ. Tốt địa phương. Trương phù vào cửa, khen. Điền Trọng đánh giá một chút, âm thầm gật đầu, nháo trung lấy tỉnh, thanh nhã rất khác biệt, khó trách những thứ kia văn nhân mặt khách vui mừng. Nhìn đến có người tiến vào, bên trong một vị thị nữ đón đi lên, hơi hơi hành lễ sau, ôm nhu hỏi: "Tứ vị công tử liệu có cái gì cần?" Một gian lầu hai nhã gian, nghiêm ngạn ngựa quen đường cũ nói: "Công tử mời bên này đi." Thị nữ dẫn bốn người lên lầu, mang theo bọn họ vào lầu hai một cái không nhã gian nhã gian là trong ngoài hai gian, trung gian dùng rèm châu ngăn cách, khách nhân ngồi phòng trong, gian ngoài dùng để cho cô nương đánh đàn, ca múa hoặc là thuyết thư. Bốn người ở nhã gian ngồi xuống sau, nghiêm ngạn điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn cùng một bình thanh rượu, lại bảo cái đánh đàn cô nương. Thị nữ ghi nhớ sau, nhẹ nhàng lui ra. Chờ thị nữ đi xuống sau, trương phù hay dùng cánh tay đảo đảo điền trọng, thấp giọng nói. Còn tưởng rằng có trò hay xem đi. Ai nghĩ vậy thì nữ thế mà không biết ngươi. Điền trọng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tính tình này a, à, thật đúng là xem náo nhiệt không chê nhiều, những thứ kia đồn đãi vốn lại không thể tin, chẳng sợ thực sự một chút mảnh nhỏ, này thị nữ bất quá là ngọc bích thì giờ, ba năm trước có thể có bao lớn, nói không chừng còn chưa có đến trong lầu, làm sao có thể nhận thức ta. Cũng là, trương phù còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiến đến điền trọng bên nhỏ giọng nói vậy ngươi cùng vị này nguyệt như tiểu thư có phải hay không thật sự ta làm sao có thể nhớ được điền trọng đỡ trán khả năng nhận thức bất quá thân mật cần phải không đến mức lấy ta tính tình muốn vui mừng khẳng định trực tiếp cầu cưới mà không là chơi cái loại này vung tiền như rác xiết trương phù nghe xong có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng là thật ni hai ngươi tại kia nói thầm cái gì vương hiền tò mò hỏi trương phù lập tức ngồi thẳng cười nói ta cùng điền huynh đang nói nguyệt như tiểu thư ni vương hiền cười thấu hiểu cười nguyệt tiên các đông gia nguyệt như tiểu thư quả thật là khó gặp kỳ nữ tử đông gia điền trọng kinh ngạc nói chẳng lẽ này nguyệt tiên các là nguyệt như cô nương mở đúng vậy ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết đi vương hiền rất là kinh ngạc điền trọng dở khóc dở cười nói các ngươi liên tục nguyệt như tiểu thư nguyệt như tiểu thư kêu ta còn tưởng rằng nàng là trong lầu cô nương ni ngươi thật đúng là hiểu biết nông cạn vương hiền quả thực không biết nói điền trọng cái gì tốt kim lăng cái dạng gì tửu lâu trà lâu thanh lâu không có ngươi đương nguyệt tiên cắt vì sao riêng một ngọn cờ liền là vì này nguyệt tiên cắt là nguyệt như tiểu thư mở này nguyệt như tiểu thư hay là có cái gì chỗ hơn người điền trọng nghe được vương hiền trong lời nói dừng không được khâm phục lại nghĩ đến này cùng chính mình đồn đãi, không khỏi cũng tốt kỳ đứng lên. Vị này nguyệt như tiểu thư, 10 năm trước từng gõ qua đang nghe thấy cổ. Cái gì? Điền trọng kinh hải. Đang nghe thấy cổ, không phải chiến loạn vây thành không gõ, không phải quốc chi tướng diệt không gõ, không phải oan án nghịch thiên không gõ. Đang nghe thấy cổ một vang, bất cứ lúc nào, hoàng đế phải lập tức thăng hướng, văn võ bá quan toàn bộ đến điện, mà gõ đăng nghe thấy cổ, thì muốn trước trượng 30, sau đó tài năng tố oan, cho nên phàm là gõ đăng nghe thấy cổ, đều là đại án. Này Nguyệt như cô nương là người ra sao, thế mà có thể có án tử muốn tới thẳng đến thiên nghe trình độ. Điền Trọng vội hỏi. Vương Hiền cười nói. Điền Huynh có thể còn nhớ rõ 10 năm trước Nam Việt mưu nghịch án. Điền Trọng suy nghĩ một chút, hắn mặc dù không nhớ rõ, bất quá giống như theo phủ học trong sách xem qua, không xác định nói lúc trước nam việt quốc trọng thần phản loạn nam việt vương chạy trốn tới trung nguyên đương thời triều đình phái liễu tướng quân cùng thái hậu thân đệ đệ trịnh quốc cửu cùng nhau bình loạn kết quả nam việt phản loạn là bình có thể trịnh quốc cửu vì đoạt công lao thế mà vu hãm liễu tướng quân thông đồng với địch bức tử liễu tướng quân sau này sự tình bại lộ triều đình phán trịnh quốc cửu trảm lập tức hành quyết cũng thay liễu tướng quân sửa lại án xử sai chẳng lẽ nguyệt như tiểu thư lúc trước cáo là liễu tướng quân quan án không tệ lúc trước đúng là nguyệt như tiểu thư gõ đăng nghe thấy cổ trước mặt cả triều văn võ mặt kể ra trịnh quốc cửu như thế nào vô oan hãm hại bức tử kỳ phụ khiến cho hướng giả chấn động này mới khiến cho triều đình trọng ra nam việt mưu nghịch án vén ra chân tướng vương hiền thâm phục nói nguyệt như tiểu thư cùng liễu tướng quân nguyệt như tiểu thư họ liễu là liễu tướng quân trưởng nữ cổ có thuần đề oanh, nay có liễu nguyệt như, này nguyệt như tiểu thư, quả thật cân quắc không nhường tu mi. Điền trọng nghe xong, cũng thổn thức không thôi. Đúng vậy, lúc trước liễu tiểu thư mới năm phương 15, một cái khuê các tiểu thư, thế mà có thể ngàn dặm xa xôi chạy trốn tới kinh thành, đi gõ đăng nghe thấy cổ, hơn nửa ngạnh sinh sinh chống đỡ qua 30 trượng, bực này dũng khí, thật sự là nhường ta chờ nam nhi xấu hổ, ta chờ lại làm sao có thể không khâm phục. Vương Hiền trong mắt tránh qua một tia quý, nghe nói Nguyệt Như tiểu thư tài mạo song toàn, lại như thế có đảm thực, thật là làm nhân tâm động. Liễu tướng quân đã sửa lại án xử sai, Liễu tiểu thư thân phận cần phải cũng khôi phục, làm sao có thể chạy tới Mở Nguyệt tiên Các? Điền Trọng Nghi hoặc nói, Liễu tướng quân là sửa lại án xử sai, mà khi sơ Liễu tiểu thư cáo nhưng là Trịnh Quốc Cửu, Trịnh Quốc Cửu là thái hậu nương nương còn sót lại duy nhất huynh đệ, Trịnh Quốc Cửu vừa chết, thái hậu sao lại không oán hận liễu tiểu thư không đương trường giết chết bất quá là sợ lời người đáng sợ liễu tiểu thư thiên tư trí tuệ sao lại nhìn không ra điểm ấy dứt khoát không trở về hương trực tiếp ở kinh thành tối phồn hoa địa phương mở dậy nguyệt tiên cát mỗi ngày ở kinh thành xuất đầu lộ diện thái hậu ném chuột sợ vỡ đồ tự nhiên không dám động nàng thì ra là thế này liễu tiểu thư cũng là cái ngoan nhân điền trọng thở dài một hơi thân là tướng môn sau trung liệt sau thế mà nếu không cố thanh danh tài năng bảo trụ tánh mạng này không thể không nhường lòng người lạnh ngắt điền trọng đột nhiên hiểu rõ chính mình trước kia vì sao hội chạy đến nguyệt tiên các vì nguyệt như tiểu thư vung tiền như rác không quan hệ vui mừng không quan hệ tình nghĩa chỉ là bởi vì bọn họ đều là tướng môn sau điền trọng cùng vương hiền đang nói chuyện vừa rồi thị nữ bưng bọn họ vừa rồi điểm đồ ăn đi lên phía sau còn đi theo đến cho bọn hắn đánh đàn cô nương khi cô nương 20 tuổi hoa, trong lòng ông một trương đàn cổ, từ bên ngoài chậm rãi đi vào đến, vừa muốn đối bốn người hành lễ, một mắt nhìn thấy ngồi ở bên trong điền trọng. Vành, trong lòng đàn cổ rơi, phát ra một tiếng trầm đục, khi cô nương lăng lăng nhìn điền trọng, vô ý thức lẩm bẩm nói. Điền tướng quân. Đột nhiên, khi cô nương nhắc tới váy, hướng ra ngoài chạy tới. Nghiêm ngạn vương hiền trương phù quay đầu nhìn điền trọng. Điền trọng. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái dáng người cao gầy, mặt mang anh khí, dài có chút cẩu thả nữ tử xông vào, nhìn đến ngồi ở bên trong điền trọng, trực tiếp đi vào đối với điền trọng lưng, ba, một cái tác, cười to nói. Ha ha ha, liền biết ngươi điền trọng không dễ dàng chết như vậy. Điền trọng bị chụp phổi đều mau ra đây, ho một chút, bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể điểm nhỏ lực không? Lại chụp bất tử ngươi, nữ tử một thanh kéo lên điền trọng, đi, chúng ta về phía sau viện luận võ đi, ngươi chết ba năm, đều không nhân hòa ta luận bàn. Nói xong, lôi kéo điền trọng hùng hùng hổ hổ chạy đi. Nghiêm ngạn vương hiền trương phù trợn mắt há hốc mồm xem trước mắt hết thảy, trương phù dùng ngón tay ngoài cửa, trung trung hỏi. Nàng là ai a? À? Thị nữ đáp. Chúng ta đông gia a. À. Nàng chính là liễu nguyệt như tiểu thư. Đúng vậy. Nghiêm ngạn vương hiền trương phù ba người che ngực, lung lay sắp đổ. Cái nào hỗn đảng nói nguyệt như tiểu thư xinh đẹp thiên tiên, đây là mắt mù sao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Năm đó sự khải Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 53 Năm đó sự khải nhìn chọc đến dài, thương, điền trọng lắc mình tránh thoát, trong tay kiếm lật tay một chặn, sau đó chân đăng, phi thân nhảy lên, nhấc chân đá rơi xuống liễu nguyệt như trong tay dài, thương, bất đắc dĩ nói. Ta nói liễu đại tiểu thư, đều nửa canh giờ, có chừng có mực đi. Thống khoái. Liễu nguyệt như không chút để ý xoa xoa bị chấn trung lên hổ khẩu, không lưng nhặt lên trên đất dài, thương. Ngươi là thống khoái, ta thi một ngày thi đình, đến bây giờ có thể liền bữa tối đều còn chưa có sử dụng đây. Điền trọng cầm trong tay kiếm phóng tới bên cạnh binh khí trên giá, sờ sờ bắt đầu kháng nghị bụng. Liễu Nguyệt Như cũng đi lại đem dài, thương cắm thượng, hào sản nói. Không phải ăn cơm sao, bao lớn chuyện, đi, chúng ta đi uống rượu đi. Nói xong, mang theo điền trọng đến bên cạnh một cái đình, nhưng thị nữ bưng tới vài đạo đồ ăn phụ cùng vài hũ rượu. Hai người ở trong đình ngồi xuống, uống khởi rượu đến. Ngươi cũng là, đến kinh thành lâu như vậy, thế mà cũng không tới gặp ta." Liễu Nguyệt Như bất mãn nói. Điền Trọng chính ăn đồ ăn, nghe vậy cười khổ. "Ta hiện tại thân phận ngươi cũng không phải không biết, cùng các ngươi tiếp xúc nhiều chẳng phải chuyện tốt." "Sợ cái gì, bổn tiểu thư lại không sợ ngươi liên lụy." Liễu Nguyệt Như không thèm để ý nói, nàng 10 năm trước liền đem nên đắc tội không nên đắc tội nhân đều đắc tội. "Đúng rồi, nghe đồng đại nói ngươi mất trí nhớ." liễu nguyệt như bỏ xuống rượu hỏi ân cái gì thực mất trí nhớ liễu nguyệt như kinh hãi vội cẩn thận nhìn xem điền trọng nghi hoặc nói giống như không thay đổi ngốc a à. điền trọng dở khóc dở cười nói ta chính là mất trí nhớ không nhớ rõ nhân đầu óc không xấu không nhớ rõ nhân liễu nguyệt như chỉ chỉ chính mình nhớ được ta không điền trọng lắc đầu liền ta đều không nhớ rõ liễu nguyệt như nhất thời kêu to lên điền trọng vội trấn an nói đừng kích động không chỉ ngươi sở hữu nhân ta đều không nhớ rõ như vậy a à, liễu nguyệt như hơi hơi bị an ủi đến lại kỳ quái nói có thể ngươi vừa mới nhìn đến ta cũng không có không biết a à. điền trọng cười nói ngươi vừa vào cửa ta liền nhìn ra ngươi bước chân cực ổn đi so giống như nam tử còn có lực nhiều hiển nhiên là hàng năm tập võ gây nên này nguyệt tiên các cũng không phải binh doanh trừ ra ngươi liễu nguyệt như này tướng môn chi nữ ai hội mỗi ngày tập võ liễu nguyệt như nghe xong nhỏ giọng nói thầm nói ngươi gia hỏa này mất trí nhớ thế nào đầu óc còn tốt như vậy sử điền trọng cười cười mất trí nhớ nếu đầu óc lại không dùng tốt điểm vậy thực thành ngốc tử bất quá rất nhiều sự ta đều không nhớ rõ ngươi đã cùng ta là bạn cũ không ngại nói cho ta nghe một chút đi ta trước kia chuyện này ngươi có thể hỏi đối nhân liễu nguyệt như đảm nhiệm nhiều việc nói ngươi gia hỏa này bả sự bổn đại tiểu thư tuyệt đối biết không thiếu điền trọng sờ sờ cái mũi hắn này có tính không giao hữu vô ý a à? liễu nguyệt như trước cho điền trọng nói hắn một ít chuyện xưa biết điền trọng mất trí nhớ lại riêng cho hắn nói một ít võ tướng chuyện cùng mấy năm gần đây trong triều đại sự nàng xuất thân tướng môn lại ở kinh thành kinh doanh nguyệt tiên các nhiều năm, tin tức tự nhiên muốn so người khác linh thông nhiều. Điền trọng nghe xong, trầm mặt chốc lát, nói. Đa tạ ngươi, nguyệt như. Ngươi ta chi gian còn khách khí cái gì, đúng rồi, ta để mấy ngày trước đây gửi thư, còn nhắc tới ngươi, nói biên quan tướng lãnh đều biết đến ngươi còn sống tin tức, nhờ ta hỏi thăm một chút ngươi hiện tại thế nào, ngươi muốn hay không cùng bọn họ liên hệ một chút. Liễu Nguyệt Như còn có một đệ, năm nay 20, ngày xưa Liễu tướng quân vợ chồng chết khi mới bất quá 10 tuổi, bị Liễu Nguyệt Như tàn ở vùng quê, sau này Liễu tướng quân sửa lại án xử sai, Liễu Nguyệt Như hồi không được lão gia, liền đem đệ đệ tiếp đến kinh thành tự mình nuôi nấng, 16 tuổi khi, Liễu Nguyệt Như nhờ Điền Trọng mang đi biên quan, hiện tại đã là biên quan một cái thiên tướng. Điền Trọng nghe trong lòng vi ấm, suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt nói: "Không cần" Ngươi lần sau hồi âm khi đã nói ta hết thảy đều tốt, nhường đại gia không cần lo lắng. Liễu Nguyệt như nghe xong, nhất thời cả giận nói: Ngươi này mọi việc yêu chính mình gánh tật xấu thế nào, mất trí nhớ còn chưa có tốt, ngươi tới kinh thành mấy cái Nguyệt, một cái bạn cũ không thấy, một cái thuộc hạ không liên hệ. Hôm nay nếu không là bị ta đánh lên, chỉ sợ liền ta ngươi cũng không tính toán gặp. Bây giờ càng là liền truyền cái nói đều băng khoăn trọng trọng. Ngươi điền trọng liền như vậy sợ liên lụy chúng ta bất thành. Điền Trọng vừa thấy Liễu Nguyệt Như thật sự tức giận, vội nói nói. Không là, Nguyệt Như, ngươi đừng nóng giận, ta này không là hảo hảo, chuyện gì đều không có sao, bọn họ ở biên quan cũng không dễ dàng, làm gì nhiều sinh chuyện. Ngươi, ai, quên đi. Liễu Nguyệt Như lắc đầu, ngươi nếu có việc cùng đại gia nói một tiếng, đừng chuyện gì đều chính mình khiên lúc trước chuyện đại gia đều có trách nhiệm, không có nhường ngươi một người gánh trách nhiệm đạo lý. Này ngươi yên tâm, Điền Trọng cười nói. Muốn thật có việc dùng đến các ngươi, ta cũng sẽ không khách khí. Liễu Nguyệt như trợn trừng mắt. Chúng ta đây sẽ chờ đại tướng quân ngài mở kim khẩu. Điền Trọng cười nói. Nếu không ta trước tiên nói một bộ. Chuyện gì? Liễu Nguyệt như thuận miệng hỏi ngươi có thể hay không giúp ta làm ra ba năm trước ta chế kia trương phương bắt biên quan phòng ngự đồ liễu nguyệt như một chút nhìn điền trọng ngươi vốn định không có gì tính toán ta liền muốn nhìn một chút điền trọng thở dài một hơi liễu nguyệt như ngồi thẳng thân thể suy nghĩ một chút nói này chỉ sợ ta làm không đến điền trọng kinh ngạc nói ta muốn ba năm trước không là hiện tại liễu nguyệt như gãi gãi đầu nhưng là hiện tại phương Bắc Biên quan dùng phòng ngự đồ chính là 3 năm trước ngươi làm cho cái kia. Cái gì, 3 năm bọn họ đều không đổi. Liễu Nguyệt Như cũng rất bất đắc dĩ, nói. Ngươi có biết những thứ kia gia hỏa đánh nhau còn hành, khắc liền trông cậy vào không lên, cho nên hiện tại trong quân, rất nhiều sự vẫn là noi theo ngươi lúc trước quy định, dù sao ngươi chế định những thứ kia, đại gia đều dùng chính, bọn họ lại lười lần nữa làm, cho nên. Điền trọng đỡ tráng, hắn năm đó đến cùng dẫn theo một đám cái gì binh a vậy ngươi nhường ngươi đệ đi hỏi thăm một chút ba năm trước ta đến cùng là thế nào bố phòng các nơi quan ải thủ thành tướng là ai binh lực là bao nhiêu đương thời nhu nhiên chủ lực ở đâu phân biệt từng tiếng công qua nào quan ải lúc đó phá thành cụ thể cửa ải ở đâu điền trọng vô pháp lấy đến lúc trước chính mình phòng ngự đồ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cố hết sức biết lúc trước chi tiết này ở trong quân cần phải không khó hỏi thăm, ngươi yên tâm, cho ta hai tháng thời gian, ta nhất định nhường kia xú tiểu tử cho ngươi hỏi rõ ràng. Liễu Nguyệt như cam đoan nói. Động tĩnh tiểu một điểm, tận lực đừng khiến cho người khác chú ý. Điền trọng nhắc nhở nói. Ta làm việc ngươi yên tâm. Ba năm trước trong triều có cái gì đại sự sao? Điền Trọng đột nhiên hỏi. Ba năm trước. Liễu Nguyệt như biết Điền Trọng hỏi là hắn chết phía trước, nâng cầm suy nghĩ một chút ta nhớ được lúc đó đại gia đều ở thật cao hứng nói xong ngươi tiệp báo còn có chính là kia hai vị tranh đấu đều là chút lời lẽ tầm thường chuyện không có gì đại sự đi như vậy a à, điền trọng uống xong trong bát rượu nhìn canh giờ không còn sớm liền cùng liễu nguyệt như cáo từ đứng dậy đi tìm bị hắn để ở nhã giang ba người kết quả chờ điền trọng vừa vào nhã giang đang ở uống rượu nghe cầm ba người đột nhiên quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn hắn Điền Trọng. Phát sinh cái gì? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Kỳ ngự sử gan gốc phi thường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 54 Kỳ ngự sử gan gốc phi thường Điền Huynh, Liễu Tiểu Thư Nàng Trương Phù vừa mở miệng, còn chưa nói hoàng, đã bị bên cạnh nghiêm ngạn Vương Hiền đánh gãy. Điền Huynh, Điền. Cái kia, ngươi thật sự là Điền đại tướng quân. Điền Trọng đi qua, ở vừa rồi chính mình vị trí ngồi xuống, cười nói. "Đúng vậy, như thế nào?" Nghiêm Ngạn Vương hiền nhất thời ngược lại rút một miệng lãnh khí, tuy rằng bọn họ đã theo thị nữ cùng Trương phù trong miệng biết Điền Trọng chính là Điền đại tướng quân, có thể nghe được Điền Trọng chính miệng thừa nhận, vẫn là chịu kích thích không nhỏ. Điền Trọng nhìn có chút vẻ mặt hoảng hốt hai người biết hai người khả năng cần một chút thời gian thích ứng hắn mới thân phận, liền quay đầu hỏi Trương Phù. Ngươi vừa rồi muốn nói gì? Trương Phù cuối cùng có thể lại nói, vội nói nói. Điền Huynh, liễu tiểu thư nàng thế nào cùng nghe đồn không quá giống nhau? Nghe đồn. Điền Trọng Nghi hoặc nhìn Trương Phù. Nghe đồn liễu tiểu thư mạo như thiên tiên. Điền Trọng khóe miệng rút rút. Ngươi từ nơi nào nghe tới nghe đồn? bên ngoài đều nói như vậy a à, không tin ngươi hỏi nghiêm ngạn vương hiền trương phù kéo hai cái chứng minh nghiêm ngạn cùng vương hiền tuy có chút không ở trạng thái bất quá vẫn là theo bản năng gật gật đầu điền trọng nghe xong có chút dở khóc dở cười nói nghe đồn kia đồ vật thế nào có thể tin nguyệt như muốn thực dài xinh đẹp thiên tiên có thể ở kinh thành an ổn mở 10 năm nguyệt tiên chắc sao trương phù này mới nhớ tới Liễu tiểu thư giống như trừ bỏ cùng Điền Trọng có chút đồn đãi, thật đúng không cùng người khác truyền qua cái gì. Điền Trọng nhìn Trương Phù một bộ sâu chịu đã kích bộ dáng, ho ho, kỳ thực nguyệt như dài cũng cũng không tệ, nàng chính là từ nhỏ tập võ, không lớn chú trọng trang điểm, muốn thực thu thập một chút, kỳ thực sẽ không so giống như tiểu thư khuê các sai. Trương Phù hơi chút bị an ủi điểm, chính là đến nguyệt tiên các gặp khuynh thành giai nhân mộng đẹp chung quy là vỡ cạn bã đều không còn điền trọng đi rồi liễu nguyệt như một người ngồi ở trong đình một mình uống rượu một lát sau một cái thân áo cánh thanh nhã xuất trần nữ tử bưng tỉnh rượu canh tiến vào nguyệt như nữ tử nhẹ giọng gọi nói tiên tiên ngươi đã đến rồi liễu nguyệt như buông trong tay rượu tiên tiên đem trong tay tỉnh rượu canh phóng tới liễu nguyệt như trước mặt đồng thời thuận tay loại bỏ của nàng rượu đừng liễu nguyệt như vội muốn ngăn cản bị tiên tiên giận một mắt nhất thời ngượng ngùng dừng lại, ta liền uống một chút, không uống nhiều. Một vò đều nhanh thấy đấy, tiên tiên không lưu tình chút nào chọc thủng nói. Trong đó hơn phân nửa là điền trọng tên kia uống. Liễu Nguyệt như biện giải nói, chính là ở tiên tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhắm lại miệng, bưng lên tiên tiên đưa tới tỉnh rượu canh, uống một hơi cạn sạch. Tiên tiên này mới mặt giãn ra, ở liễu nguyệt như bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, thế nào tâm tình không tốt không có ngươi còn giấu ta ngươi một lòng tình không tốt liền thích uống rượu vẫn là một người uống rượu giải sầu liễu nguyệt như cười khổ ngươi cần gì phải vạch trần ni có thể là vì điền tướng quân chuyện tiên tiên nhẹ giọng hỏi liễu nguyệt như thở dài một hơi tiên tiên nghĩ đến điền trọng tình cảnh hiện tại cũng thở dài nói điền tướng quân như vậy phô trương tính tình bây giờ nhưng lại cũng không thể không thu thu lại đến, quả thật ủy khuất điền tướng quân. Liễu Nguyệt như nghe xong, đột nhiên suy cười một tiếng. Tên kia thu lại tính tình cũng không phải là vì tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, mà là nghẹn lực làm chuẩn bị làm đại sự ni. Lúc trước vi huynh báo thù tiến quân doanh khi liền là cái dạng này, lần này không biết vừa muốn làm ra bao lớn động tĩnh. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt như không khỏi có chút đau đầu, nàng ngược lại tình nguyện điền trọng chịu tạm nhân nhượng vì lợi ích chung một điểm hiện tại nàng cũng không cần tại đây thay hắn lo lắng trong lòng tính toán chính mình trong tay nhân mạch nghĩ vãng nhất điền trọng thực làm ra đại sự nàng có thể giúp đỡ bao nhiêu chính là tính toán đến tính toán đi lấy điền trọng kia làm chuyện tính tình chỉ sợ muốn thực xảy ra chuyện những người đó cũng giúp không được gấp cái gì liễu nguyệt như đột nhiên ra tiếng hỏi trưởng công chúa bây giờ còn ở dương châu đi Nghe nói ở Dương Châu phụng dưỡng Thái hậu lễ Phật. Liễu Nguyệt Như tới gần Tiên Tiên, thấp giọng nói: "Ngươi đi Dương Châu một chuyến, ở Thái hậu hành cung ngoại đem điền trọng không chết đến Nguyệt tiên các chuyện bốn phía tuyên dương một chút." "A." À, tiên Tiên nghi hoặc nhìn Liễu Nguyệt Như. "Tốt tỷ tỷ, đừng hỏi nhiều, ngươi đi là được." Tiên Tiên nhìn Liễu Nguyệt Như nghiêm cẩn bộ dáng, vẫn là gật đầu một cái, lui xuống. Văn Hoa Điện Thiên Điện Lục bộ Thượng Thư cùng đại lý tự thừa bảy người chính làm thành một vòng, ngồi ở cùng nhau tính toán suốt đêm chấm bài thi. Lễ bộ Thượng Thư ôm lam đem sở hữu bài thi lấy ra, chia làm thất sấp, một bên phân cho mọi người, một bên cười nói. Kỳ trước tên kia, lần này có thể trốn nhàn. Dựa theo lệ thường, thi đình bài thi là từ Lục bộ Thượng Thư, đại lý tự thừa cùng ngự sử đại ngự sử đại phu bác nhân cùng nhau phê duyệt có thể ngự sử đại phu kỳ trước một tháng trước đi Giang Nam đương thâm sai tra án, nghĩ đến bọn họ bảy người đợi lát nữa muốn đem mỗi phân bài thi đánh ra tám cái dấu hiệu, bảy người còn có chút đầu đại. Chờ lão kỳ trở về, nhất định phải nhường hắn mời khách. Tiền thượng thư nhìn trong tay so năm rồi dày không ít bài kiểm tra. Lão kỳ kia keo kiệt gia hỏa, chỉ sợ khó. Binh bộ thượng thư tần quân lắc đầu. Bên cạnh mấy người cũng phụ họa gật gật đầu, hiển nhiên đối kỳ ngự sử vắt chày ra nước tính tình tràn đầy thể hội. Xem ra việc này là bạch thay hắn làm. Tiền thượng thư thang buông tay, cầm lấy bài kiểm tra, tính toán bắt đầu. Khả năng lão thiên đều đối này bảy người bạch thay kỳ ngự sử làm việc xem bất quá mắt, ngay tại bảy người vừa muốn bắt đầu duyệt, kỳ ngự sử thế mà đi theo nội thị từ bên ngoài đi đến. Lão kỳ, ngươi đã trở lại. Tiền thượng thư vừa nhấc đầu vừa vặn nhìn đến kỳ trước. Vừa trở về, mặt hoàng thánh nghe được các ngươi ở trong này chấm bài thi, liền đi qua nhìn xem. Kỳ ngự sử cười nói. Mau tới ngồi, tiền thượng thư nhường bên cạnh nội thị lại chuyển đến một trương cái bàn, cắm đến bọn họ cái bàn chi gian. Kỳ ngự sử nhìn, nhất thời cười nói. Lão phu mới vừa trở về, ngươi cũng không nhường ta nghỉ ngơi một chút. Việc hoàng lại nghĩ, tiền thượng thư lôi kéo kỳ ngự sử ngồi xuống cầm trong tay bài kiểm tra phân một ít cho hắn khác mấy người cũng động tác nhanh chóng nghe theo kỳ ngự sử nhìn trên bàn nhanh chóng gia tăng bài thi lắc đầu nói các ngươi a à. bác nhân đến đông đủ bắt đầu chấm bài thi thi đình chấm bài thi mỗi người một mình một bàn trước đem chính mình kia phân phê hoàng sau đó đem phê hoàng bài thi truyền đến tiếp theo bàn mỗi chương bài thi lấy ít dấu hiệu được nhiều nhất giả vì quyển thượng theo sở hữu quyển thượng trúng tuyển ra thập phần, giao cho thánh thượng thâm định một giáp. Lần này tham gia thi đình không đến 300 nhân, 8 người phân xuống dưới, mỗi người mới 30 đến phân bài thi, cho nên bác nhân rất nhanh đã đem chính mình này đạp bài thi thi xong, sau đó truyền cho tiếp theo bàn. Tiền thượng thư ngồi ở ôn thượng thư cùng kỳ ngự sử chi gian, tiền thượng thư duyệt hoàng đỉnh đầu bài kiểm tra, liền đem bài kiểm tra tùy tay truyền cho ôn thượng thư, mà kỳ ngự sử lúc này cũng trùng hợp duyệt hoàng, đem chính mình kia đạp đưa cho tiền thượng thư tiếp nhận bài thi tiền thượng thư tiếp tục duyệt đứng lên chính là duyệt đến thứ ba phân khi nhìn đến kia quen thuộc tự thể không khỏi một chút tiền thượng thư bỏ xuống bút tính toán hảo hảo nhìn xem phần này bài thi đến cùng viết cái gì một chén trà sau tiền thượng thư thở dài một hơi cầm lấy bút tính toán ở cuối cùng đánh lên kết quả liền nhìn đến kỳ ngự sử ở cái thứ nhất đánh một cái đại đại tiền thượng thư tiền thượng thư một một khuôn mặt cầm bài thi chọc chọc kỳ ngự sử kỳ ngự sử chính vội vàng chấm bài thi cảm thấy tiền thượng thư chọc hắn ngẩng đầu làm chi tiền thượng thư đem bài kiểm tra đưa cho kỳ ngự sử chỉ vào mặt trên hỏi ngươi đánh kỳ ngự sử xem xét một mắt đúng vậy sửa cái đi tiền thượng thư hảo tâm nhắc nhở nói ai ta nói lão tiền ngươi có ý tứ gì Thi đình chấm bài thi vốn chính là bác nhân phân duyệt, hổ mặt kệ nhiễu, lấy cam đoan chấm bài thi công bằng, kỳ ngự sử vừa thấy tiền thượng thư thế mà nhường hắn sửa, nhất thời mặt kệ. Lão kỳ, này trương bài kiểm tra không tệ. Tiền thượng thư ám chỉ nói. Cái gì không tệ, xà chuột hai bưng, lắc lư bất định. Kỳ ngự sử thân là ngự sử đại phu, nhất là kiên cường, lúc này phản bác nói. Tiền thượng thư nghe xong khóe miệng rút rút, thầm nghĩ ngươi chính là cái chày gỗ, lão phu hảo tâm nhắc nhở ngươi sửa ngươi không thay đổi, đợi lát nữa ngươi cũng đừng hối hận. Đã kỳ ngự sử không tính toán sửa, tiền thượng thư cũng không bắt buộc, trực tiếp đem bài kiểm tra đưa cho ôn thượng thư, ôn thượng thư chỉ xem xét một mắt, ngay tại cuối cùng đánh cái, sau đó đưa cho bên cạnh binh bộ thượng thư, binh bộ thượng thư tiếp nhận, liền xem đều không xem, liền ở phía sau đánh cái, sau đó đưa cho công bộ thượng thư, công bộ thượng thư cũng như thế, sau đó là hộ bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư nhưng là riêng hảo hảo nhìn nhìn, cuối cùng ở phía sau vẽ cái đại đại. Mới lưu luyến bỏ xuống, xem ra này nếu không là thi đình bài thi, hộ bộ thượng thư đều rất muốn giấu chính mình trong tay áo mang đi. Các ngươi, kỳ ngự sử chỉ vào bảy người, khí thẳng run rung. Đây là thi đình A, này nhóm người thế mà đương lúc kịch. Đang lúc kỳ ngự sử muốn hòa bảy người lý luận khi, triệu mạnh từ bên ngoài đi vào đến. Bác nhân vừa thấy triệu mạnh tiến vào, cũng cố không lên khác, vội đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, trẫm liền đến xem chấm bài thi tiến hành thế nào. Triệu mạnh khoát tay, đi tới. Vừa vặn nhìn đến cái bàn trên cùng kia phân bài thi, nhìn mặt trên quen thuộc chữ, không khỏi cầm đi lại, nhìn đứng lên. Triệu mạnh xem xong thứ nhất thiên sách luận khi, than thở một miệng, nhìn đến thứ hai thiên khi, nhíu nhíu đầu mày, đối hộ bộ thượng thư hỏi, này ngươi xem qua sao? Hộ bộ thượng thư vội trả lời. Thần đã xem qua. Đem hắn mặt sau viết cái này ngươi trước sổ con. Hộ bộ thượng thư vội đáp. Là. Triệu mạnh tiếp tục sau này xem, nhìn đến cuối cùng một tờ, đột nhiên nhìn đến cái kia chói lọi, kinh ngạc chỉ vào hỏi. Đây là ai đánh? Tiền thượng thư nhìn thoáng qua kỳ ngự sử. Triệu mạnh nhìn về phía kỳ ngự sử, tán thưởng nói. Kỳ Khanh không hổ là ngự sử, thật sự là gan gốc phi thường A. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Công chúa Hồi Kinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 55 Công chúa Hồi Kinh triệu mạnh đem bài thi thả lại cái bàn, nói với ôn thượng thư. Đợi lát nửa trình cuốn khi, đem phần này cũng thả thượng Ôn thượng thư vội đáp là triệu mạnh nói xong liền tính toán trở về bệ hạ kỳ ngự sử lại đứng ra đối triệu mạnh tiếng dáng nói này bất hòa quy cũ từ trước thi đình bài thi thượng trình không có không là toàn giả lại trong đó trước mười phần này bài thi đã có há có thể thượng trình lời vừa nói ra trong phòng mọi người nhất thời biểu cảm khác nhau triệu mạnh sắc mặt cũng có chút quái dị ho một chút kỳ ái khanh ngươi sẽ không đến bây giờ còn chưa có nhìn ra phần này bài thi là ai viết đi kỳ ngự sử ngạnh cổ nói thần không cần thiết biết phần này bài thi là ai làm thần cũng không muốn biết hắn là kia vị hoàng thân quốc thích vẫn là quyền quý chi tử thần chỉ biết là quy cũ không thể biến mọi việc được ấn quy cũ đến triệu mạnh nở nụ cười tuy rằng kỳ trước chống đối hắn vừa vặn vì hoàng đế vẫn là hy vọng thủ hạ thần tử có thể nhiều một ít chính trực thiếu một ít xu viêm phụ thế không khỏi tốt tính tình nói kỳ ái khanh nói có lý ấn quy củ quả thật được toàn giả tài năng thượng trình bệ hạ thánh minh kỳ trước còn tưởng rằng triệu mạnh bị hắn khuyên can vội nói nói bất quá trẫm cảm thấy kỳ ái khanh đánh này có mất bất công không biết kỳ khanh hay không sửa chữa một chút kỳ ngự sử không nghĩ tới thánh thượng thế mà sẽ nói như vậy vội nói nói bệ hạ thần tự nhận là thần đánh tuyệt đối công chính triệu mạnh lại cầm lấy kia trương bài kiểm tra nhìn nhìn nghi hoặc nói trẫm cảm thấy hắn làm cũng không tệ vì sao sẽ bị đánh tới hạ đẳng bệ hạ kỳ về trước nói vị này thí sinh hai thiên sách luận thứ hai thiên làm đích xác thực không tệ đối biến pháp đề ưu khuyết phân tích cũng rất có chiều sâu đề một ít ý kiến cũng rất đúng trọng tâm thần quả thật từng nghĩ cho hắn đánh lên chờ có thể nhìn đến hắn thứ nhất thiên sách luận thần liền biết này nhất định không thể cho vì sao? Người này xà chuột hai bưng, lắc lư bất định, tả hữu lấy lòng, quả thật không phải trung thần hạng người. Kỳ ngự sử len ken có lực nói. Triệu mạnh cùng sáu vị thượng thư khóe miệng rút rút. Điền trọng tại triều bảy năm, liên tục bị coi là trung thần chi điển phạm, lương tướng chi nhân tài kiệt xuất. Nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe người ta như vậy đánh giá hắn. Kỳ ngự sử nhìn tất cả mọi người không nói chuyện, còn tưởng rằng mọi người không tin liền kỹ càng nói này sách luận thứ nhất đề hỏi là trung quân vẫn là trung dân kỳ thực vô luận đáp trung quân vẫn là trung dân đều là không tệ đây là mọi người chí hướng vốn là không gì đáng trách nhưng này vị thí sinh lại hai phương đều không đồng ý đắc tội đáp đề khi cố ý mưu lợi đáp hôm đó hạ dân chúng cần hắn khi hắn trung dân đương quân chủ cần hắn khi hắn trung quân hôm đó hạ dân chúng cùng quân chủ đồng thời cần hắn khi hắn cảm thấy cái nào trọng yếu liền trung cái nào. Này cùng không đáp có cái gì hai loại. Như thế tránh nặng tìm nhẹ, xà chuột hai bưng, lắc lư bất định, há có thể nhường hắn được thượng đẳng. Tiền thượng thư đỡ tráng, ông thượng thư ngửa đầu, khác vài cái thượng thư hoặc ho khang hoặc thở dài. Triệu mạnh lấy tay đè mi tâm, cầm trong tay bài kiểm tra cho tiền thượng thư, ý bảo hắn cho kỳ ngự sự nói rõ ràng. Tiền thượng thư tiếp nhận bài kiểm tra, đem kỳ ngự sử kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Ngươi cẩn thận nhìn xem này chữ, cảm thấy nhìn quen mắt không? Kỳ ngự sử nhìn nhìn, cảm thấy giống như thực sự điểm nhìn quen mắt. Tiền thượng thư thật sự nhìn không được, đối kỳ ngự sử nhỏ giọng nói. Điền trọng không chết, này bài kiểm tra là hắn viết. Kỳ ngự sử chớp mắt trừng lớn mắt, cắt cao nhìn chầm chầm phần này bài kiểm tra. Người khác ai như vậy viết, đều khả năng được không xong thượng đẳng, có thể duy độc vị này lại nhất định được là thượng đẳng bởi vì ba năm trước nhân gia cầm mệnh làm được không phục không được a à. tiền thượng thư vỗ vỗ kỳ ngự sử thở dài một hơi làm sao có thể là hắn kỳ ngự sử thì thào nói đột nhiên đi đến trước bàn cầm lấy bút đem chính mình đánh hoa rơi trịnh trọng vẽ cái hai ngày sau dương châu hành cung đã nhiều ngày trời trong nắng ấm khí hậu dễ chịu thái hậu ở dạo hoàng hành cung du hoàng hồ câu hoàng cá, thưởng hoàng hoa sau, cuối cùng lại muốn nổi bật tìm được một cái mới việc vui, nghe kịch. Thái hậu một thân việc nhà trang điểm, ngồi ở mới kiến sân khấu kịch hạ, một bên đụng hạt dưa một bên nghe kịch, bên cạnh cùng, tự nhiên là trưởng công chúa Triệu Giao. Giao nhi, ngươi xem này hai tiểu nha đầu sướng thực không kém. Thái hậu nghe cuộc khởi, đối bên cạnh khuê nữ nói. Quả thật không tệ, Dương Châu thứ sử có tâm. Triệu Giao uống trà, thuận miệng nói. Thái hậu nhìn chính mình bảo bối khuê nữ có chút hưng trí thiếu thiếu, kỳ quái nói: "Giao Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi trước kia không là rất yêu xem kịch sao?" Triệu Giao bỏ xuống trà, trầm mặt không nói. Thái hậu liền sinh triệu mạnh Triệu Giao một đôi nhi nữ, ngày thường đau giống trong mắt dường như, nhìn đến nữ nhi như vậy, nhất thời vô tâm tư xem kịch, ông qua nữ nhi, hỏi: "Con của ta a, à, ngươi làm sao?" là có tâm sự vẫn là thân thể không thoải mái mau cho nương nói triệu giao ôm ở thái hậu trong lòng nương nữ nhi thân thể hoàn hảo chính là trong lòng có chút không thoải mái thế nào trong lòng không thoải mái là ai chọc tới ngươi thái hậu vừa nghe vội hỏi thế nào không nói chuyện a à? thái hậu nhất thời nóng nảy quay đầu hỏi hầu hạ triệu giao bốn đại cung nữ các ngươi là thế nào hầu hạ bốn đại cung nữ vội trả lời Thái hậu nương nương, không liên quan nô tỳ chuyện A, à, điện hạ là nghe được ngoài cung đồn đãi mới rầu rĩ không vui. Cái gì đồn đãi? Thái hậu nhíu mày. Trong đó một cái đại cung nữ trả lời. Ngoài cung có đồn đãi, nói điện đại tướng quân không chết, chẳng những không chết còn ở kinh thành, thậm chí còn đi nguyệt tiên các gặp này hồng nhan tri kỷ nguyệt như cô nương. Cái gì, điền gia tiểu tử không chết? Thái hậu kinh hải, vội hỏi nhưng là nghe chuẩn bên ngoài đều ở truyền nô tỳ cũng không biết có phải hay không thật sự là thật triệu giao nhàn nhạt nói thái hậu nhất thời mừng rỡ ông lấy nữ nhi cười nói như thế rất tốt khi chết tiểu tử cuối cùng lại sống đã trở lại nương cuối cùng không cần sầu vị hôn phu của ngươi muốn nói thái hậu đến này tuổi tác này địa vị còn có cái gì không bỏ xuống được này chính là nàng bảo bối nữ nhi việc hôn nhân từ lúc điền trọng chết trận sau, Thái hậu liền không đoạn qua cho khuê nữ sẽ tìm cái ý niệm, dù sao nữ nhi còn trẻ, lại không quá môn, tổng không thể nhường nữ nhi thay điền trọng coi giữ, chính là Thái hậu vụng trọng tướng nhìn rất nhiều người gia, đều không có vừa lòng, có điền trọng này châu ngọc ở phía trước, Thái hậu lại nơi nào xem thượng những thứ kia vẫn là. Công tử ca thế gia tử, cho nên vừa nghe đến điền trọng còn sống, cao hứng nhất đừng quá mức Thái hậu. Điền gia kia tiểu tử đã đã trở lại, ngươi còn có cái gì không vui lòng? Thái hậu sờ nữ nhi mặt, nữ nhi liên tục rất vừa ý điền gia kia tiểu tử, tuy rằng nữ nhi ngày thường không nói, có thể nàng đương nương trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hắn trở về ta vui vẻ cái gì? Triệu giao mặt không biểu cảm nói. Như thế nào? Thái hậu nhìn trong lòng nữ nhi, nghi hoặc nói. Bên cạnh một cái đại cung nữ tự cho là biết, ra tiếng nói. Nô tỳ nghe nói điền tướng quân hồi kinh đi trước nguyệt tiên cát, công chúa có phải hay không? Ngậm miệng. Triệu giao đột nhiên ra tiếng quát mắng nói. Thái hậu cũng thay đổi sắc mặt, trực tiếp đối bên người ma ma nói. Loại này chọn chuyện thế nào cũng hướng công chúa bên người thả, còn không kéo đi xuống. Đại cung nữ vốn định biểu hiện một chút tốt được Thái hậu coi trọng, ai tưởng đến ngược lại phạm vào kiên kỵ, bùng một chút quỳ xuống, Thái hậu nương nương tha mạng, điện hạ tha mạng ma ma nào dám nhường cung nữ quấy nhiễu đến thái hậu công chúa vội một thanh kéo nàng đi xuống chờ an tỉnh lại thái hậu trực tiếp đối chung quanh nói các ngươi đều lui ra đi chung quanh cung nữ thái giám vội lên tiếng cẩn thận lui ra chờ chung quanh không có người thái hậu nhìn nữ nhi hỏi đến cùng như thế nào lấy ngươi tính tình không là sẽ vì điểm ấy việc nhỏ tức giận điền gia tiểu tử trước kia cũng không phải không đi qua nguyệt tiên cát cũng không gặp nữ nhi có phản ứng gì, lại nói nàng coi như là nhìn kia tiểu tử lớn lên, biết hắn không có gì tâm địa gian dảo. Ta tự nhiên không là khí này, ta là giận ta ca cùng Điền Trọng." Triệu Giao tức giận nói. "Ngươi ca? Ngươi ca như thế nào?" Thái Hậu kinh ngạc nói. "Ta tối hôm qua phái người đi tra xét, Điền Trọng mấy tháng trước liền đến kinh thành, nếu không là ta ca phong tỏa tin tức, Dương Châu cách Kim Lăng như vậy gần, ta có thể một điểm tiếng gió nghe không được. Này xú tiểu tử, Thái hậu vừa nghe nhất thời cả giận. Đã biết thế mà không nói cho lão nương, làm hại lão nương mấy ngày trước đây còn vụng trộn tướng xem hàng châu thanh niên tài tuấn. Nương, triệu giao đỡ tráng, nàng nương thế nào mỗi ngày liền như vậy tâm tâm niệm niệm nghĩ đem nàng gã đi ra. Thái hậu không cẩn thận nói lộ miệng, có chút ngượng ngùng, nương không là lo lắng ngươi không cái bạn sao. Bất quá bây giờ tốt lắm, điền gia kia tiểu tử đã trở lại, nương đợi lát nữa phải đi tin cho ngươi ca, thương lượng một chút ngươi cùng điền gia tiểu tử việc hôn nhân. Triệu giao biết nàng nương là thật tâm đau nàng, cũng không tốt nói cái gì, nghe được nàng nương muốn cùng nàng ca thương lượng của nàng việc hôn nhân, vội ngăn cản nói. Nương, việc này không vội. Thế nào không vội, hai người theo đính hôn kéo đến bây giờ đều nhanh 10 năm. Thái hậu vì việc này đều nhanh buồn chết. Nương, điền trọng hồi kinh mấy cái nguyệt ta ca lại ở bên cạnh một chút tin tức đều không lộ mà điền trọng hồi kinh lâu như vậy lại một lần cũng không có tới bái phỏng ngài trước kia chẳng sợ hắn cùng ta ca đấu lại lợi hại mỗi lần hồi kinh hắn có thể chưa từng thiếu qua đăng môn bái phỏng cùng đưa quà tặng trong ngày lễ triệu giao có chút lo lắng nói này nương qua hai ngày nữ nhi tính toán hồi kinh một chuyến triệu giao đột nhiên nói Thái hậu biết chính mình nữ nhi xưa nay có chủ ý, hỏi. Muốn hay không nương cùng ngươi cùng nhau trở về? Triệu giao biết nàng mẫu thân liền là vì tránh quấy rầy mới chạy đến Dương Châu, nói. Nữ nhi chính mình trở về là tốt rồi, nương rất khó khăn khoan khoái khoan khoái, làm gì trở về kiếm vất vả. Khi nương nhường ngươi ca phái người đến tiếp ngươi. Thái hậu nghĩ đến kinh thành những thứ kia sự, nhất thời đầu đại, cũng nghĩ ngơi hồi kinh tâm. Triệu Giao cùng mẫu thân nói xong, liền tính toán hạ đi thu thập đồ vật, chính là ở đi phía trước, Triệu Giao làm cho người ta đem Dương Châu những thứ kia bịa đặt đều bắt lấy đứng lên, tính toán mang theo hồi kinh ném cho Nguyệt Tiên các vị kia. Dám tính kế nàng, thực đương nàng tốt tính tình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Liễu Nguyệt Như trốn chạy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 56. Liễu Nguyệt như trốn chạy văn hoa điện lễ bộ thượng thư ôm lam tự mình bưng thập phần bài thi cùng khác thất vị chấm bài thi giám khảo cùng nhau tiến vào. Đem bài thi trình lên sau, ôm thượng thư không người nói. Lần này thần cùng thất vị đại nhân cùng nhau, dùng khi tứ ngày, đem thi đình 283 phân bài thi toàn bộ duyệt hoàng, đây là trong đó trước 10, còn mời bệ hạ ngự lãm. Vất vả các vị khanh gia. Triệu Mạnh nhìn trình lên đến thập phần bài thi. Bác nhân vội nói. Còn đây là thần phần chia đều nội việc, đảm đương không nổi vất vả. Triệu Mạnh cầm lấy bài thi, nhất nhất nhìn đứng lên. Một nén nhang sau Triệu Mạnh xem xong ngự án thượng thả thập phần bài thi, hỏi hạ thủ lễ bộ thượng thư. Phía trước hội nguyên là ai? Là Giang Nam Tần Minh. Lễ bộ thượng thư trả lời. Nghe nói người này phía trước đã liền trung tứ nguyên là cũng là khó được triệu mạnh cầm lấy tần minh bài thi đề bút ở mặt trên viết trạng nguyên hai chữ bây giờ triều đình mới lập thiên hạ thái bình như vậy điềm lành tự nhiên là càng nhiều càng tốt triệu mạnh điểm hoàng trạng nguyên lại theo bài thi trung lấy ra điền trọng cùng một phần xem tương đối thuận mắt nhìn điền trọng bài kiểm tra đối phía dưới mấy người cười nói tục ngữ nói văn vô thứ nhất võ vô thứ hai điền trọng gia hỏa này cũng coi như thượng là văn võ song toàn. Dứt lời, triệu mạnh đề bút ở mặt trên viết thám hoa, sau đó ở một khắc phân thượng viết bản nhãn. Định hoàng một giáp sau, triệu mạnh xem các bài thi bài danh cũng coi như thỏa đáng, lười lại động liền đối phía dưới ôn thượng thư nói: cầm điền bản đi, ngày mai đại triều khi công bố tam giáp mở quỳnh lâm yến. là lễ bộ thượng thư đáp ứng. Sau đó bưng bài thi cùng các bảy người cùng nhau lui ra. Chờ bác nhân lui ra sau, Triệu Mạnh cầm lấy sổ con tiếp tục phê sổ con, phê một hồi, Triệu Mạnh đột nhiên hỏi bên cạnh Đại Thái Giám. Trưởng công chúa tiếp đã trở lại sao? Một canh giờ trước liền đến kinh. Đại Thái Giám trả lời. Triệu Mạnh nhớ tới chính mình được có đã hơn một năm không gặp bảo bối muội muội, trực tiếp đem sổ con hướng ngự án thượng một ném, nói. Khởi giá, trẫm đi xem xem hoàng muội. Đại Thái Giám vội nhỏ giọng nói. Bệ hạ, công chúa còn chưa có hồi cung. Không hồi cung. Triệu Mạnh có chút kinh ngạc, theo bến tàu đến hoàng cung, thế nào cũng không dùng được một canh giờ đi, không khỏi hỏi: Công chúa hiện tại ở đâu? Công chúa điện hạ đi Nguyệt Tiên Các. Nguyệt Tiên Các Triệu Giao vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chủ vị thượng uống trà, Hạ Thủ Bồi ngồi mặt có chút cương liễu Nguyệt như, bên cạnh còn có bị hai cái ma ma áp Tiên Tiên. Liễu Nguyệt như nhìn mặt mày thảm đạm Tiên Tiên nhất thời một trận đau lòng xấu hổ mở miệng điện hạ việc này đều là thần nữ an bài không liên quan triệu giao cầm trong tay trà đắp hợp lại cười lạnh nói đau lòng liễu nguyệt như ngươi này không là lần đầu tiên hố bổn cung đi liễu nguyệt như nhớ tới lúc trước do nàng cha chuyện hại triệu giao đã đánh mất nắm chắc hoàng hậu vị trí nhất thời càng xấu hổ không thôi ngày xưa do ngươi phụ việc tiên phụ trảm trịnh quốc cửu cùng trịnh thái hậu triệt để trở mặt, khiến lúc đó chính ở trong cung tham gia tuyển chọn bổn cung suýt nửa chết. Việc này mặc dù do nhà ngươi dựng lên, có thể không sai ở nhà ngươi, cho nên triệu gia cao thấp chưa bao giờ từng giận chó đánh mèo cho ngươi, thậm chí tiên phụ còn khen ngươi tác phong tiết, ngươi ở kinh thành khi, nhiều có che chở. Liễu Nguyệt như không người chân tình thực lòng nói. Thần nữ có thể ở kinh thành an ổn qua ngày, toàn lại lão thừa tướng cùng lão hầu gia âm thầm viện thủ, nếu không là này hai vị âm thầm che chở lấy trịnh thái hậu tính tình chẳng sợ nàng nhân ở kinh thành cũng sớm phơi thay đầu đường nhưng là ngươi là như thế nào hồi báo bổn cung ở hành ngoài cung cố ý tung ra đồn đãi triệu giao cầm trong tay chén trà hướng trên bàn trọng trọng một thả liễu nguyệt như biết triệu giao đây là thực động khí trong lòng vi khổ nàng cũng không muốn dùng này biện pháp chính là thật sự không có biện pháp kinh thành ai chẳng biết nói thái hậu do xuất thân rất thấp cũng không cùng kinh thành quý phụ giao tiếp, bây giờ làm thái hậu, càng là sợ phiền toái trốn được hàng châu khoái hoặc đi, chẳng sợ nàng là thần tử chi nữ, cũng vô pháp đưa bài tử thỉnh an, công chúa cùng thái hậu cùng nhau, nàng nếu không ra này hạ sách, lại như thế nào gặp đến. Liễu Nguyệt như đứng dậy hành đại lễ nói, lần này việc đều thần nữ chi qua, thần nữ ca nguyện lĩnh tội, chính là thần nữ có một chuyện muốn bẩm mong rằng điện hạ bính lui tả hữu. Triệu giao nhìn liễu nguyệt như một mắt, đối chung quanh nói. Các ngươi đều trước đi xuống. Là, chung quanh cung nữ thái giám lên tiếng, đều lui ra ngoài cửa. Nói đi. Triệu giao nhàn nhạt nói. Một chén trà sau, triệu giao đứng dậy, liễu nguyệt như không người đưa tiễn. Triệu giao đi tới cửa, dừng lại, nói với liễu nguyệt như. Lần này chuyện, bổn cung không cùng ngươi so đo, Bất quá không có lần sau, tự giải quyết cho tốt, chớ để thông minh bị thông minh lầm. Nói xong, triệu giao khởi giá hồi cung. Chờ tiễn bước công chúa sau, liễu nguyệt như vội vàng đi lại nâng dậy tiên tiên, đem tiên tiên từ đầu đến chân nhìn một lần, phát hiện không có chịu cái gì hình phạt sau, hơi hơi yên tâm, ấy nấy nói. Tiên tiên, quỷ khuất ngươi. Ta không sao, tiên tiên lắc đầu, công chúa nhân cũng không làm khó ta. Liễu Nguyệt Như này mới yên lòng, lôi kéo Tiên Tiên trở lại phòng, liền bắt đầu phiên tương đảo quỷ thu thập đồ vật. Nguyệt Như, ngươi ở làm gì? Tiên Tiên kinh hải. Đương nhiên là 36 kế, chạy vì thượng kế. Chạy. Điện hạ không phải nói không truy cứu sao? Tiên Tiên kinh ngạc nói. Nhưng là nàng nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. À? Liễu Nguyệt Như thu thập xong gói đồ, thay đổi nam trang, đem nguyệt tiên Các giao cho trong lầu chủ sự, liền mang theo tiên tiên hướng biên quan chạy tới. Quả nhiên, không bao lâu, trong kinh còn có mới đồn đãi, điền trọng đi nguyệt tiên Các xem hồng nhan tri kỷ, công chúa do ghen đại náo nguyệt tiên Các Liễu nguyệt như? May mắn nàng chạy nhanh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Thám Hoa bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 57 thám hoa ta trương phù đột nhiên ngồi dậy sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh nhìn chung quanh quen thuộc nội thất thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai là một hồi ác mộng nhìn đến bên ngoài thiên còn đen thân thủ không thấy năm ngón tay trương phù đối ngoại gian hỏi giờ nào vừa mới qua giờ tí thiếu gia Trực đêm tiểu thư khoác sim y tiến vào Trương Phù nghĩ đến hôm nay đại triều liền ra tam giáp kết quả, cũng vô tâm tư ngủ tiếp đi xuống, liền theo sạp cuối xuống đến, bắt đầu cầm sim y, tiểu thư thấy, vội qua tới hầu hạ. Mặt hoàng sim y, rửa mặt hoàng, Trương Phù liền nhường tiểu thư đi chuẩn đồ ăn sáng. Sau nửa canh giờ, Điền Trọng mới khoan thai đến chậm, nhìn đến từ lúc bên cạnh bàn chờ Trương Phù, kinh ngạc nói. Hôm nay khởi sớm như vậy. Làm cái ác mộng, ngủ không được, liền đi lên điền trọng biết trương phù đã nhiều ngày liên tục lo lắng thi đình kết quả có chút suy nghĩ quá nặng mới ác mộng liên tục đã nói nói đợi lát nữa đại triều liền biết kết quả ngươi cũng không cần lại lo lắng đề phòng trương phù gật gật đầu chính là còn là có chút mất hồn mất vía điền trọng biết chỉ cần không ra thi đình kết quả trương phù lại không thể có thể yên lòng cũng không khuyên nữa bắt đầu sử dụng đồ ăn sáng hai người dùng qua tảo thiện thu thập xong liền hướng ngoài cửa cung tiến đến. Giờ mão theo ba tiếng roi vang, năm ngày một lần đại triều lại một lần tiến đến, văn võ bá quan ấn phẩm cấp tiến vào đại điện, chúng cống sĩ cũng ở ngoài điện chờ đợi, chờ đợi tuyên triệu. Nhiều lần, một cái nội người hầu bên trong đi ra, vung phất trần, hô. Tuyên, chúng cống sĩ ý kiến. Chúng cống sĩ vội sửa sang lại sim y, dựa theo thi hội thứ tự, đi theo nội thị đi vào. Tiến vào đại điện sau, mọi người không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, ngay tại trong điện khoanh tay chờ đợi. Lễ bộ thượng thư ôm lam bước ra khỏi hàng, theo bên cạnh lễ quan cầm trong tay qua kim bản, cao giọng thì thầm. Lần này đinh tuất khoa tiến sĩ, cộng 283 nhân, một giáp ba người, ban thưởng tiến sĩ thi đổ, nhị giáp 32, ban thưởng tiến sĩ xuất thân, tam giáp 248, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Giang Nam hành đạo Tần Minh, một giáp hạng nhất, ban thưởng tiến sĩ thi đỗ thụ hàng lâm viện tu soạn tần minh tuy rằng đối chính mình trung trạng nguyên sớm có đoán trước có thể nghe tới thật sự là trạng nguyên khi vẫn cứ kích động không thôi hít sâu một hơi bước ra khỏi hàng chống lại thủ quỳ gối thần tần minh tạ chủ long ân triệu mạnh ngồi ở thượng thủ nhìn tần minh vô luận khí độ bộ dạng đều là tốt nhất chi chọn đối chính mình điểm này trạng nguyên cũng nhiều một phần vừa lòng nói liền trung lục nguyên, chính là đương triều Việt trọng đại, tần tu soạn này trạng nguyên quả thật danh tới sở về. Tần Minh nghe thánh thượng ca ngợi, nhất thời mừng rỡ, có một câu này nói, về sau chỉ cần hắn không ra đại sai, tất nhiên sĩ đồ thông thuận, vội cung kính lên tiếng nói. Toàn lại bệ hạ trị quốc có đạo, thiên bảo hộ ta hướng, mới sứ thần may mắn lục nguyên, hiển bệ hạ chi đức. Triệu mạnh nghe xong rất vừa lòng, nói. Ái khanh bình thân là, Tần Minh đứng dậy, trở lại chính mình nguyên lai đứng địa phương. Ông Thượng Thư tiếp tục đọc. Hai chiếc lý sâm, một giáp thứ hai danh, ban thưởng tiến sĩ thi đổ, thụ hàng lâm viện biên tu. Lý sâm cũng bước ra khỏi hàng, chống lại thủ quỳ gối, thần lý sâm, tạ chủ Long Ân. Chính là có vừa rồi Tần Minh Châu Ngọc ở phía trước, Triệu Mạnh cũng chỉ nói một câu không tệ, liền nhường lý sâm đi lên. Lý Sâm tuy có chút thất vọng, bất quá vẫn là đứng dậy trở về. Ông Thượng Thư nhìn đến tiếp theo cái tên, dừng một chút, thì thầm. U Châu Điền Trọng, một giáp thứ ba danh, ban thưởng tiến sĩ thi đổ, thụ hàng lâm viện biên tu. Cả triều văn võ cùng chúng cống sĩ, nhất thời đều xem xét hướng Điền Trọng phương hướng. Cả triều văn võ xem là Điền Trọng phản ứng, mà chúng cống sĩ, trừ bỏ số ít vài cái biết chuyện, thì xem là Điền Trọng phía trước nghiêm ngạn. Nghiêm ngạn không phải bị bài trừ trước tam sao từ lúc biết thân phận của điền trọng nghiêm ngạn liền biết chính mình một giáp khẳng định không kịch dù sao triều đình không có khả năng nhường hai cái u châu tịch cống sĩ đồng thời tiến vào một giáp bất quá đối với bị điền trọng đỉnh nghiêm ngạn cũng không có gì oán hận ngược lại xem kịch vui nhìn phía trước tần minh lý sâm cũng không biết này hai gia hỏa xếp hạng điền trọng phía trước chờ đã biết điền trọng chân thật thân phận có phải hay không xấu hổ Điền trọng cảm giác được chung quanh những thứ kia ở trên người hắn ánh mắt, cười cười, những người này không phải muốn xem xem hắn kế tiếp hội làm như thế nào sao. Một khi đã như vậy, hắn liền như bọn họ mong muốn. Điền trọng bước ra khỏi hàng, chống lại quỳ gối. Thần Điền trọng, tạ chủ Long Ân. Toàn bộ triều đình, chớp mắt lặng ngắt như tờ. Triệu mạnh cũng chợt ngẩn ra, nhìn phía dưới Điền trọng, trong lúc nhất thời ngủ vị tạp trần. Một hồi lâu, Triệu Mạnh mới hồi phục tinh thần lại, nói. Điền ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Điền trọng đứng dậy. Hai người tương đối không nói gì, vẫn là Triệu Mạnh nói. Điền ái khanh mời hồi. Điền trọng hồi liệt. Đại điện này mới lại sống được, lễ bộ thượng thư Ôn lam vụn trộn lau mồ hôi, tiếp tục thì thầm. U Châu nghiêm ngạn, dị giáp thứ nhất, ban thưởng tiến sĩ xuất thân, ban thưởng truyền lưu chờ nghiêm ngạn mới ra liệt, không đợi hắn tạ ơn, ôn thượng thư liền trực tiếp cầm trong tay kim bản đưa cho hắn, sau đó chân cẳng nhanh nhẹn hồi chính mình kia liệt. Nghiêm ngạn, hắn hiện tại là muốn tạ ơn, hay là muốn đọc bản? Nghiêm ngạn bất đắc dĩ, chỉ phải ôm bản chống lại mặt hành lễ, nhìn đến mặt trên không có gì phản ứng, chỉ có thể kiên trì bắt đầu lớn tiếng đọc bản. Lĩnh Nam Hồ Bình, nhị giáp thứ hai, ban thưởng tiến sĩ xuất thân tấn trung trương khai nhị giáp thứ ba ban thưởng tiến sĩ xuất thân liên tục chờ niệm xong cuối cùng một cái nghiêm ngạn thở hổn hển một hơi chống lại mặt hành lễ nói thần đã niệm xong mời bệ hạ bảo cho biết mở trung môn ra kim bản là nghiêm ngạn cầm trong tay kim bản cho trạng nguyên tần minh tần minh tự mình nâng bên cạnh lý sâm điền trọng một tả một hữu ba người theo đại điện hướng ra ngoài đi đến đại điện đến trung môn con đường này trừ thiên tử đại hôn ngoại chỉ có mỗi ba năm một lần một giáp ba người tài năng đi một lần tần minh nâng kim bản đi ở con đường này thường chân đều kích động có chút run bên cạnh lý sâm cũng kích động không được luôn luôn tại xem trước mắt con đường này điền trọng nhưng là không thế nào kích động bất quá đối con đường này cũng thật mới mẻ dù sao cho dù là trước kia hắn giống như cũng không đi qua con đường này vì thế Ba người một bên xem xét con đường này, vừa đi, kết quả không đủ hai dặm lộ, thật là bị ba người đi rồi nửa canh giờ, đợi đến ba người ra trung môn, theo cửa hông quấn đường xa đi ra khác chúng tiến sĩ, sớm chờ đã lâu. Ba người nhất thời đại lúng túng, vội mang theo mọi người, hướng gián hoàng bản địa phương đi đến. Chờ gián hoàng, nhìn đến bên cạnh lễ bộ sớm chuẩn bị tốt khoác hồng lộ con ngựa cao to. Ba người đối diện cười, xoay người lên ngựa, bắt đầu dạo phố. Tác giả có chuyện muốn nói. Điền trọng. Không phải đổi cái lão bản sao, các ngươi đương ta sẽ không thích ứng, chê cười. Tác giả. Làm bằng sắc điền trọng, dòng chảy hoàng đế. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58. Đánh mã dạo phố. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Chương 58 đánh mã dạo phố đường làm quan rộng mở võ ngựa tật một ngày xem tận trường an hoa từ lúc có khoa cử tới nay ba năm một lần mới khoa tiến sĩ đánh mã dạo phố chính là kinh thành cố định sự kiện vừa thấy đến kim bản ra kinh thành mọi người nhất thời hưng phấn ào ào hô bằng gọi hữu kéo da mang miệng ủng đến kim lăng vài cái chủ nói chờ xem náo nhiệt đi ra trạng nguyên đi ra nha lần này mới khoa tiến sĩ đều tốt tuấn a nhìn đến một chúng mũ cắm hai cánh, khoác lụa hồng cài hoa, cưỡi con ngựa cao to mới khoa tiến sĩ đi ra, xem náo nhiệt mọi người nhất thời hưng phấn đứng lên, ào ào hướng đến chúng tiến sĩ ném hoa ném trái cây. Tần Minh Lý Sâm điền trọng nghiêm ngạn bốn người cưỡi ngựa đi ở hàng trước, tự nhiên nhận đến chú ý nhiều nhất, lại cứ bốn người lại đều là thanh niên tài tuấn, người người dài tuấn tú lịch sự, đến chỗ nào, hoa tươi trái cây khăn cơ hồ là chen chút tới. Tần Minh một bên dùng tay áo chống đỡ hướng mặt bay tới các loại đồ vật, một bên vụn trộn hướng mặt sau ba cái lại là vui vẻ lại là bất đắc dĩ nói. Năm nay dân chúng có chút mạnh a, à. Này cũng là không có biện pháp, năm rồi bọn họ đại khái không thấy được nhiều như vậy dài tuấn mới khoa tiến sĩ. Lý Sâm đắc ý nói, chính là hắn vừa nói xong, đã bị một cái trái cây đánh trúng mặt, ôi hét. Ha 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 ha, khác ba người nhất thời không phúc hậu nở nụ cười. Điền trọng chuẩn xác đánh rơi một cái trái cây, đối khác ba người cười nói. May mắn hiện tại là mùa xuân tháng 3, đại gia ném đều là hoa, chỉ có chút ít trước kia phơi khô trái cây, nếu chờ bác, tháng 9, kia đã có thể có ý tứ. Ba người nghĩ đến bác, tháng 9 kia đầy trời trái cây, nhất thời đánh cái rùng mình, may mắn, may mắn. Bốn người đang nói cười, đội ngũ chuyển tới một cái khác đường, Điền Trọng đột nhiên cảm thấy phía trước trên lầu có một đạo ánh mắt liên tục nhìn hắn, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trên nhân. Mặt trên ngồi là một vị đoan trang tú nhã nữ tử, mặt mày gian ẩn ẩn còn có một tia tự nhiên ngạo khí, nhìn đến điền trọng trông lại, nhoẻn miệng cười. Trong phút chốc, như hạnh hoa thổi qua, điền trọng tâm khẽ nhúc nhích, nhìn mặt trên nữ tử, nâng tay chỉ chỉ mi tâm. Nữ tử đột nhiên vui vẻ đứng lên, từ trên đầu nhổ xuống một cái cung hoa, hướng điền trọng ném đến. Điền trọng nhanh nhẹn tiếp được, cầm cung hoa, chống lại mặt quơ quơ. Tần binh Lý Sâm nghiêm ngạn ba người nhìn đến nhất thời ồn ào đứng lên. Điền huynh tốt diễm phúc, dù cái đường đều có kinh thành quý nữ đầu hoa. Cũng ta vì trạng nguyên, nhưng lại nhường Điền huynh chiếm trước. Không biết là nhà ai quý nữ, nói không chừng chờ Điền huynh trở về, còn có nhân tới cửa làm mối. Điền trọng đem kia đóa cung hoa phóng tới trong lòng mình, cười nói. Không cần phải nói môi, vốn chính là ta nàng dâu ba người. Chờ Điền Trọng đi xa sau, trưởng công chúa Triệu Giao đứng dậy, bên cạnh ma ma vội đi lại đỡ. Ma ma một bên đỡ công chúa, một bên cười nói. Nhị công tử liền tính mất trí nhớ, cũng nhận ra công chúa. Triệu Giao sờ sờ mi tâm màu phượng mi tâm rơi, cười cười, tên kia, vẫn là trước sau như một thận trọng. Ma ma nhìn công chúa tâm tình vô cùng tốt, lại hỏi. Công chúa vốn định khởi giá hồi cung, vẫn là hồi công chúa phủ. Tuy rằng công chúa bình thường là xuất giá mới kiến công chúa phủ, bất quá triệu mạnh đau lòng muội muội, đăng cơ sau liền ban cho triệu giao một tòa công chúa phủ. Hồi công chúa phủ, hôm nay là Quỳnh Lâm Yến, trong cung chỉ sợ vội rất. Là. Đúng rồi, phái nhân đem tính vũ hầu phủ quét dọn đi ra. Lão nô hiểu được, điện hạ yên tâm. Chúng tiến sĩ du hoàng đường sau, lại lần nữa trở lại trong cung, tham gia lâu phụ vang danh Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến, lại xưng ân Vinh Yến, là thiên tử riêng vì mới khoa tiến sĩ làm Yến, tỏ vẻ đối thiên tử môn sinh ân Vinh, cho nên tham ngộ thêm Quỳnh Lâm Yến, quả thực là sở hữu tiến sĩ cả đời có thể khoác lác sự. Chính là hôm nay, này Quỳnh Lâm Yến. Lễ bộ thượng thư ôm lam thượng hoàng lời chúc mừng sau, hoàng đế tuyên bố Quỳnh Lâm Yến bắt đầu, chúng tiến sĩ tạ ơn ngồi vào vị trí, đang lúc chúng tiến sĩ nơm nớp lo sợ nỗ lực nghĩ như thế nào biểu hiện tài năng khiến cho hoàng đế chú ý được đến thưởng thức khi điền trọng ngã một chén rượu bưng lên chén rượu chống lại thủ triệu mạnh kính nói thần điền trọng chúc bệ hạ thu hết thiên hạ anh tài quốc thái dân an nói xong uống một hơi cạn sạch mọi người nhất thời ào ào quay đầu kinh ngạc nhìn đột nhiên hướng hoàng đế kính rượu điền trọng văn võ bá quan là kinh ngạc điền trọng thế mà hướng thánh thượng kính rượu mà mới khoa tiến sĩ thì là kinh ngạc điền trọng đầu óc động nhanh như vậy thế mà rút thứ nhất triệu mạnh bưng lên chén rượu cũng uống một hơi cạn sạch nói điền ái khanh có tâm điền trọng không nhìn đại điện trung những người khác khác thường ánh mắt lại ngã một chén rượu bưng lên rượu đối triệu mạnh tiếp tục kính nói chuyện tốt thành đôi thần kính bệ hạ nói xong lại là uống một hơi cạn sạch. Triệu Mạnh kinh ngạc nhìn Điền Trọng một mắt, cũng nhường bên cạnh nội thị lại đầy thường, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Điền Trọng lại lần nữa ngã một chén, bưng lên chén rượu, cung kính nói. Tam Dương mở thái, thần kính bệ hạ. Triệu Mạnh. Triệu Mạnh bất đắc dĩ, chỉ phải lại ngã một chén, còn cười nói. Điền Ái Khanh đây là muốn tìm trẫm uống rượu. Nói xong, uống một hơi cạn sạch điền trọng tiếp tục ngược lại thứ tư chén bưng lên rượu bệ hạ nói là thần đang có ý này nói xong điền trọng trực tiếp một ly vào bụng còn riêng đem chén rượu đảo lại cười nói thần trước cạn vì kính bệ hạ tùy ý triệu mạnh sắc mặt có chút không tốt bất quá vẫn là lại ngã một chén miễn cưỡng uống xong điền trọng tiếp tục rót rượu đại điện mọi người nhất thời ồ lên này điền trọng đúng là ở cùng hoàng đế hợp lại rượu Tiền thượng thư vài cái biết điền trọng tử lượng mồ hôi đều xuống dưới. Tiền thượng thư vội vàng cho chính mình ngã một chén, đối điền trọng cười nói. Điền biên tu tài văn văn hoa, bản quan vì thi hương giám khảo khi, đối điền biên tu văn chương xem thế là đủ rồi. Điền trọng nhìn mở to mắt nói nói dối tiền thượng thư, cười cười, biết lại nhường triệu mạnh uống chỉ sợ cũng không có khả năng, trực tiếp bưng lên rượu, đối tiền thượng thư kính nói. Học sinh đối tòa sư ngưỡng mộ đã lâu, có thể được tòa sư tán thưởng, học sinh kính tòa sư một chén. Nói xong, lại một chén rượu vào bụng. Tiền thượng thư bị điền trọng kêu, tòa sư, trong lòng một run run, vội bưng rượu, một chén rượu một miệng buồn. Ông thượng thư xem tiền thượng thư đều hy sinh chính mình tới cứu tràng, không tốt lại nhìn, cũng ngã một chén rượu, đối điền trọng khen. Điền biên tu văn võ song toàn, quả thật triều đình chi hưng. Điền trọng cũng ngã một chén, nói tạ tòa sư khích lệ, học sinh tiến lễ bộ hàng lâm viện sau, còn lao tòa sư nhiều chiếu cố. Ông thượng thư một giật mình, vội bưng lên rượu che giấu uống lên. Sau đó là binh bộ thượng thư. Sau nửa canh giờ, Điền Trọng nhìn mặt ửng đỏ triệu mạnh cùng sáu cái có chút ngồi bất ổn thượng thư, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thực đương hắn không biết bọn họ riêng nhường hắn làm thám hoa dụng ý, không phải muốn cho hắn trước mặt mọi người mặc tỏ thái độ sao, hắn là tỏ thái độ, có thể trong lòng hắn không thoải mái. Đã hắn không thoải mái, kia hắn liền nhường đại gia cùng nhau không thoải mái. Hắn điền trọng, nhưng cho tới bây giờ sẽ không ủy khuất chính mình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Quân quân thần thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 59 quân quân thần thần trương phù đỡ uống say khước điền trọng trở lại thử quán đem điền trọng phóng tới sạp thượng nhớ tới vừa rồi quỳnh lâm yến điền trọng bức thánh thượng cùng sáu vị thượng thư uống rượu xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh khuyên nhủ điền huynh biết trong lòng ngươi không thoải mái chính là nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu ngươi hảo hảo nhịn một chút vị kia bây giờ là thánh thượng ngươi không thể giống trước kia giống nhau điền trọng che giận dữ nói có một số việc ngươi không hiểu trương phù vừa nghe nhất thời vội la lên ta là chưa làm qua quan nhưng là hôm nay ta cùng bọn họ kính trụ khi trong triều những người khác là cái gì thái độ điền trọng đánh gãy trương phù lời nói hỏi trương phù nghĩ đến trong triều những thứ kia đại thần cùng chính mình cái này mới khoa tiến sĩ toàn bộ quỳnh lâm yến đều nơm nớp lo sợ sợ thánh thượng đột nhiên giận dữ tức giận nói còn có thể có cái gì thái độ toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ đều nhanh bị các ngươi hù chết toàn bộ quỳnh lâm yến trừ bọn ngươi ra ai dám động một chút đũa vậy là tốt rồi điền trọng lẩm bẩm một câu xoay người bao khởi chăn tính toán ngủ ai ngươi thế nào đột nhiên ngủ lời nói của ta ngươi đến cùng có hay không nghe đi vào trương phù khí chụp điền trọng điền trọng bất đắc dĩ mở mắt ra ta biết ngươi là tốt với ta chính là ngươi không biết trong triều những người đó tính tình nâng cao đạp thấp hai mặt sau lưng sử ngán chân hôm nay ta như thấp đầu ngày mai những người đó liền sẽ cho rằng ta thất thế tự nhận là lấy lòng hoàng đế tới tìm ta phiền toái đến lúc đó ta còn không bị phiền chết hắn hôm nay nháo này vừa ra trong triều mọi người khẳng định đối hắn nhượng bộ lui binh dù sao hắn trước mặt mọi người đều dám cho thánh thượng cùng sáu vị thượng thư hạ dung mạo những người đó tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là ngươi như vậy hội đắc tội thà đắc tội quân tử đừng đắc tội tiểu nhân thà đắc tội thừa tướng đừng đắc tội chạy chân vị kia tuy rằng không tính là quân tử nhưng này điểm khí độ vẫn phải có điền trọng tuy rằng xem vị kia không vừa mắt lại không thể không thừa nhận cái sự thật này trương phù nghe cái hiểu cái không bất quá cảm thấy điền trọng nói được tốt giống cũng có đạo lý lại hỏi vậy ngươi về sau làm sao bây giờ qua hai ngày sau đương nhiên phải đi hàn lâm viện đưa tin điền trọng đương nhiên nói ngươi thực tính toán đi hàn lâm viện trương phù kinh ngạc nói đương nhiên ta hiện tại là hàn lâm biên tu không đi hàn lâm viện đi đâu trương phù suy nghĩ một chút giống như quả thật vô pháp phản bác lập tức nghĩ đến chính mình lại thở dài một hơi còn tại vì thi đình thứ tự canh cánh trong lòng điền trọng nhìn trương phù cũng không biết nên hắn may mắn vẫn là bất hạnh trương phù lần này thế mà vừa vặn treo nhị giáp vĩ nhị giáp thứ ba mươi nhị người này thứ có thể lưu kinh nhưng nhất định chọn không thấy tốt không thiếu điền trọng vỗ vỗ trương phù an ủi nói bây giờ trong triều không thiếu không ít lại bộ an bài nói vậy cũng sẽ không thể quá kém mới khoa tiến sĩ chỉ có một giáp đương trường thụ quan cái khác đều chờ lại bộ bổ nhiệm thật sự không được ngươi có thể đi đi một chút lại bộ thượng thư phương pháp, dù sao hắn nhưng là chúng ta tòa sư A. Điền trọng ngáp một cái, nhắm mắt lại. Trương Phù nghe được Điền Trọng nói, tòa sư, khóe miệng rút rút, hôm nay Điền Trọng nhưng là một miệng một cái, tòa sư, trước mặt mọi người đem chính mình hai cái tòa sư uống nằm sấp xuống. Chẳng sợ hắn ngồi xa, cũng nhìn đến cả triều văn võ nhìn hai vị thượng thư đại nhân đó là một cái đồng tình. Bất quá chủ ý này quả thật không tệ, Trương Phụ quyết định ngày mai bị chút lễ đi lại bộ thượng thư phủ đi một chuyến, vô luận tòa sư hắn lão nhân gia lý không để ý hắn, tặng lễ tổng không có đắc tội với người đi. Trương Phụ nhìn đến Điền Trọng đã từ từ nhắm hai mắt đang ngủ, cũng không tốt lại ngốc, cho Điền Trọng sửa sang lại chăn, liền đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Trương Phụ quả nhiên mua mấy thứ quý trọng quà tặng, đi lại bộ thượng thư phủ tặng lễ đi. Mà Điền Trọng, thì đi hàng lâm viện phụ cận chuyển một chút, tìm lái buôn mua một tòa tam tiếng tòa nhà, lại mua vài cái hạ nhân, hắn bây giờ đã trúng tiến sĩ, cũng không tốt ở thử quán lại trọ xuống. Chờ thu thập thỏa đáng tòa nhà, Điền Trọng này mới hồi thử quán. Điền Trọng, tòa sư hắn lão nhân gia thế mà tự mình gặp ta. Điền Trọng vừa trở về, Trương Phù liền hưng phấn nói với Điền Trọng này tin tức tốt, tuy rằng tòa sư chính là cùng hắn nói nói mấy câu. Điền Trọng nhìn nhìn sắc trời, kinh ngạc nói sớm như vậy hắn thế mà không ở lại bộ ngồi công đường xử án. Ách, tòa sư hắn lão nhân gia ngày hôm qua cùng ngươi uống nhiều, hôm nay không có thể đi lại bộ ngồi công đường xử án. Điền trọng xì một chút nở nụ cười, lắc đầu, kia hắn cùng ngươi nói gì đó. Hắn khen ta hai câu, còn nhắc tới ngươi một câu, khác liền không nói cái gì. Điền trọng nghe xong, vỗ vỗ trương phù, cười nói. Xem ra ngươi muốn theo giúp ta đi hàng lâm viện làm bạn. A. À, Trương phụ nhất thời kinh hỉ nói, "Ta có thể đi vào Hàng Lâm viện." Mỗi khoa trừ bỏ một giáp ba người, lại bộ cũng sẽ chọn vài cái đi Hàng Lâm viện, chẳng qua này vài cái tự nhiên không có một giáp ba người quý giá, chính là phổ thông Hàng Lâm quan, có thể Hàng Lâm thanh quý, chỉ cần theo Hàng Lâm viện đi ra, về sau làm quan lý lịch đều muốn nhìn thật tốt nhiều. Tám phần là, bất quá vẫn là chờ lại bộ bổ nhiệm xuống dưới mới vì chuẩn. Điền Trọng nghĩ đến chính mình vừa mua tòa nhà, liền cho Trương Phù nói một chút, hỏi. Ngươi muốn hay không đi ta kia trụ? Trương Phù cũng biết chính mình một khi Trung Tiến Sĩ lại trụ thử quán có chút không ổn, dù sao thử quán còn có rất nhiều nay khoa chưa trung, chờ lần sau lại thi, bọn họ ở tại này, khó tránh khỏi làm cho người ta trong lòng không thoải mái, chính là hắn mang vòng vo tuy rằng thừa không ít, có thể mua tòa nhà lại kém xa, hơn nữa hắn hiện tại còn không biết phân đến kia, vội vàng chọn tòa nhà cũng không thỏa liền nói với điền trọng khi mấy ngày này liền làm phiền chờ bổ nhiệm văn thư xuống dưới ta xin phép hồi hương tế tổ trở về cũng mua cái tòa nhà vừa vặn sắp xếp gia quyến theo ngươi điền trọng cười nói hai người nói định liền bắt đầu thu thập đồ vật thừa dịp hiện tại có rảnh chuyển đi qua mà thử quán trung khác trung tiến sĩ cùng hai người nghĩ không sai biệt lắm không mấy ngày cũng đều hoặc thuê hoặc mua chuyển đi ra Triệu Mạnh bị đại thái giám Lý Trung đỡ đến hậu cung, Lý Trung thấp giọng hỏi. Bệ hạ, đi đâu vị nương nương trong cung? Đi hoàng hậu kia. Là. Lý Trung vì thế nhường ngọc liễn hướng hoàng giữa hậu cung đi đến. Hoàng hậu gặp Triệu Mạnh đến, vội vàng tới đón, nhìn đến đang say Triệu Mạnh, sẵn giọng. Bệ hạ thế nào uống nhiều như vậy? Nói xong, vội để bên người cung nữ chuẩn bị khăn tỉnh rượu canh hoàng hậu tự mình giúp triệu mạnh đem long bào thoát, lại dùng khăn đem triệu mạnh trên người mùi rượu xoa xoa, sau đó bưng tới tỉnh rượu canh, ý bảo triệu mạnh uống nhanh. Triệu mạnh uống lên chén tỉnh rượu canh, lôi kéo hoàng hậu đến trên giường ngồi xuống, tử đồng không cần lo lắng, trẫm uống không tính nhiều. Hoàng hậu cầm đến gối đầu nhường triệu mạnh dựa, tò mò hỏi. Bệ hạ không là mở quỳnh lâm yến sao, thế nào uống thành như vậy? Hoàng hậu cùng triệu mạnh là vợ chồng son, thành thân đã mười chở có thừa, xưa nay biết triệu mạnh ngày thường cực kỳ tự hạn chế, ít đại uống rượu, để tránh trì hoãn công vụ. Triệu mạnh đè đầu, cười mắng. Còn không phải điền trọng kia hỗn đảng, Quỳnh Lâm yến thượng số chết kính trẫm, nếu không là lục bộ thượng thư tại kia ngăn đón, kia hỗn đảng hôm nay định nghỉ uống ngược lại trẫm. Hoàng hậu đang muốn tế hỏi sao lại thế này, còn chưa có đến kịp mở miệng, bên ngoài liền truyền đến đại cung nữ bẩm báo thanh, bệ hạ, nương nương thái tử điện hạ tới hoàng nhi đến mau cho hắn đi vào triệu mạnh nghe được nhi tử đến đối bên cạnh nói đại thái giám lý trung biết tiểu thái tử là triệu mạnh trong lòng thịt vội đi ra tự mình đem tiểu thái tử lĩnh tiến vào phụ hoàng mẫu hậu tiểu thái tử tiến vào cho hai người thỉnh an nói ta nhi đi lại triệu mạnh đối tiểu thái tử vẫy tay tiểu thái tử chạy đến phụ hoàng bên giường chính mình cũng trèo lên đi nhìn đến phụ hoàng một thân mùi rượu, kinh ngạc nói. Phụ hoàng, ngươi uống rượu. Hoàng hậu đang giúp triệu mạnh xoa đầu, nghe vậy lấy tay chọc chọc trượng phu, đối nhi tử cười nói. Ngươi phụ hoàng bị điền tướng quân kính rượu, sau đó liền thành như vậy. Tiểu thái tử nhìn phụ hoàng, bị kính rượu kính thành như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Kính rượu không là có thể không uống sao, phụ hoàng ngươi thế nào còn uống thành như vậy triệu mạnh thân thủ sờ sờ nhi tử đầu nói có chút kính rượu không cần uống có chút kính rượu có thể uống cũng không uống có chút kính rượu lại phải uống tiểu thái tử suy nghĩ một chút nói phụ hoàng ý tứ là điền tướng quân lần này kính rượu phải uống vì sao bởi vì hôm nay hắn trước mặt mọi người quỳ trẫm một lần triệu mạnh giận dữ nói tiểu thái tử tuổi còn nhỏ còn không có gì phản ứng hoàng hậu cũng là kinh hãi nàng nhưng là biết trượng phu cùng điền trọng năm đó đấu nhiều ngoan, hai người là cái bàn vén qua, dao nhỏ cũng động qua, tuy rằng không thực làm bị thương, có thể nàng mỗi lần đều xem kinh hồn tán đảm. Đối với điền trọng quỳ nàng trượng phu, hoàng hậu cũng sẽ không hồn nhiên cho rằng vị kia là chủ động phục mềm, tất nhiên là nàng trượng phu làm cái gì, nghĩ đến vị kia cho tới bây giờ không chịu chịu thiệt tính tình, hoàng hậu nhìn nhìn say khước trượng phu, cảm thấy có chút hiểu rõ phu quân này cần gì phải đâu hoàng hậu không tốt can thiệp triều chính chỉ có thể lấy phu thê tình cảm khuyên nhủ triệu mạnh biết hoàng hậu tâm ý cầm lấy tay nàng vỗ vỗ đem hôm nay chuyện nói một chút hoàng hậu yên lòng không cần phải nhiều lời nữa tiểu thái tử lại nghe như lọc vào trong sương mù hỏi hắn phụ hoàng điền tướng quân cùng phụ hoàng đây là dỗi sao triệu mạnh cười cười điểm điểm nhi tử cái mũi triều đình việc nào có dỗi không giỏi phụ hoàng vì sao nhường điền tướng quân quỳ biên quan võ tướng nhân tâm di động trẫm không buộc hắn tỏ thái độ triều đình nên như thế nào khi điền tướng quân vì sao bức phụ hoàng uống rượu hắn quỳ thì thế yếu trong triều trước nay nâng cao đạp thấp như không bức trẫm lấy gì ở trong triều sống yên tiểu thái tử suy nghĩ một chút nói thần sự quân lấy trung quân sứ thần lấy lễ Điền tướng quân quỳ là thiên hạ Thái Bình, phụ hoàng uống là quân thần chi nghị. Ha 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 ha, triệu mạnh đột nhiên cười to, chỉ vào tiểu thái tử đối hoàng hậu nói. Còn đây là ta triệu gia chi lương câu cũng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Mời đem viết hoàng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 60 Mời đem viết Hoàng Điền Trọng chuyển Hoàng Gia, lại ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nghe nói Tần Minh Lý Sâm hai cái hôm nay tính toán đi Hàng Lâm Viện đưa tin, hắn cũng thu thập một chút, thay Hàng Lâm Viện biên tu quan phục, trao đảo đi. Kết quả ở Hàng Lâm Viện cửa chính gặp phải hai cái kết bạn mà đến Tần Minh Lý Sâm. Tần Minh Lý Sâm nhìn đến Điền Trọng có chút xấu hổ. Theo lý thuyết ba người đều là một giáp lại cùng điểm Hàng Lâm, thân là cùng khoa lý nên cộng đồng tiếng thối chính là ngày ấy Quỳnh Lâm Yến hai người biết điền trọng chân thật thân phận sau, hai người liền sinh kính nghi viễn chi chi tâm, dù sao ai cũng không biết cùng điền trọng tương giao có phải hay không bị liên lụy, cho nên hai người lần này kết bạn lại cũng không có kêu điền trọng. Điền trọng đối này ngược lại không có gì cảm giác, su các tỷ hung vốn là nhân chi thường tình, bọn họ ban đầu cũng bất quá là sơ giao, hơn nửa ngày xưa hắn đóng giữ là phương Bắc Biên Quang, này hai cũng là phía nam nhân, có dài gian này lạch trời, liền tính nhu nhiên thực nam hạ đều đánh không đến bọn họ hai kia, hắn cho bọn họ cũng không liên quan. Chẳng lẽ còn yếu nhân gia bởi vì gặp qua hai ba mặt liền vì hắn dựng thượng sĩ đồ thậm chí tánh mạng, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Cho nên Điền Trọng trực tiếp làm bộ như không nhìn ra, giống thường ngày giống nhau cùng hai người đánh tiếp đón, sau đó cùng bọn họ cùng nhau vào hàng lâm viện. Ba người vào hàng lâm viện, tìm một cái phó dịch hỏi một chút, liền hướng hàn lâm viện trưởng viện phòng ở đi đến hàn lâm viện trưởng viện cam tư chính ở trong phòng nhàn nhã đọc sách nghe được tiếng đập cửa cũng không ngẩng đầu lên hỏi chuyện gì trưởng viện đại nhân chúng ta là nay khoa tiến sĩ báo lại nói tần minh đứng ở cửa cung kính nói báo lại nói a cam tư không đương hồi sự đang muốn thuận miệng phân phó một cái cấp dưới dẫn bọn hắn đi kết quả còn chưa có mở miệng đột nhiên nhớ tới này khoa trước tam là ai, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến cùng tồn tại cửa chính hướng bên trong xem điền trọng. Cam tư nhất thời một cái giật mình, mang thủ mang cước loạn bỏ xuống thư, vài bước đi đến điền trọng trước mặt, xoa xoa tay bồi cười nói. Điền, điền, ách, ngài đến. Bị trực tiếp bỏ qua tầng minh lý sâm. Điền trọng xem trước mắt không yên bất an cam trưởng viện, có chút bất đắc dĩ, hắn là báo lại nói, cũng không phải đến đập hàng lâm viện, Gia hỏa này như vậy khẩn trương làm chi, làm cho hắn kém chút đều cho rằng chính mình như thế nào hắn. Điền trọng ho một chút, nói. Trưởng viện đại nhân kêu ta điền trọng tốt lắm, hoặc là kêu ta chữ cũng xong, lại hoặc là kêu ta điền biên tu cũng xong, ta cũng là báo lại nói. Cam trưởng viện tuy rằng sớm biết rằng điền trọng trúng thám hoa bị thụ hàng lâm biên tu, có thể hắn không nghĩ tới điền trọng thực sẽ đến A, à, nghe được điền trọng nói đến đưa tin, nhất thời trước mặt bổng tối sầm này sát thần sẽ không thật sự nghĩ đến hàng lâm viện đi. Điền, ho, điền biên tu, hàng lâm viện liên tục thanh nhàn rất, ngài lão như vậy vội, kỳ thực đến treo cái danh là đến nơi. Cam trưởng viện lấy lòng nói. Như vậy sao được, triều đình theo canh thình biến pháp sau, lại bộ khảo hạch liền nghiêm cấm quan viên ăn không hướng, điền mổ trước nay tuân kỹ thủ pháp, thế nào có thể làm loại sự tình này. Điền trọng nghĩa chính ngôn từ nói. Cam trưởng viện nhất thời khóe miệng rút rút, hắn trước kia thế nào không biết điền trọng tuân thủ qua lão thừa tướng kia bộ lại trị khảo hạch. Bất quá cam trưởng viện đến cùng nói không nên lời nhường điền trọng trở về chuyện, chỉ có thể tự mình mang ba người đi báo nói, sau đó cho ba người phân phối dẫn bọn hắn lão hàng lâm. Đối với tần minh Lý Sâm, cam trưởng viện trực tiếp tùy tiện chỉ hai cái hàng lâm viện lão nhân, làm cho bọn họ đi theo biên thư đi. Có thể đến phiên điền trọng khi, nhất thời lại tái phát khó, cam trưởng viện suy nghĩ một chút, vẫn là không nhẫn tâm tai họa chính mình những thứ kia tuổi tác đã cao, trái tim không tốt thuộc hạ, nói với Điền Trọng. Điền Biên Tu, hạ quan phòng ở cách vách còn có cái không phòng, ngài nếu không muốn đi nơi nào uống uống trà, đọc sách. Trưởng viện đại nhân nguyện ý tự mình giáo dục Điền Mổ, là Điền Mổ Phúc Khí. Điền Trọng cười nói, không dám nhận, không dám nhận, cam trưởng viện liên tục nói, vội để phó dịch đem cách vách phòng ở dọn ra đến, nhưng Điền Trọng ở bên trong sắp xếp hạ. Vì thế, Điền Trọng chính thức ở hàng lâm viện rơi hộ. Điền Trọng một bên uống trà một bên nhìn thư, từ lúc đến hàng lâm viện mấy ngày sau, hắn là thật sự đã biết nhàn chữ là viết như thế nào. Mỗi ngày đến trước điểm cái mão, phao thượng một ly trà, tìm quyển sách hoặc là sách dạy đánh cờ, coi trọng một cái buổi sáng, sau đó đi ăn cơm, buổi chiều trở về lại phao thượng một ly trà, lại cầm quyển sách coi trọng thoáng cái buổi trưa, sau đó chờ trạng vạn điểm mão. như vậy một ngày liền thượng xong rồi. Điền Trọng ngay từ đầu cho rằng là bởi vì hắn thân phận đặc thù mới như vậy, có thể chờ hắn tùy ý tản bộ hai ngày, mới phát hiện, nguyên lai không ngừng hắn, hàng Lâm viện rất nhiều người thậm chí bao gồm cam trưởng viện đều là như thế này. Điền Trọng thế mới biết hàng Lâm viện thanh quý, hai chữ bắt nguồn, thật sự là thanh nhàn tôn quý. Đương nhiên hàng lâm viện cũng không đều là như thế thanh nhàn, như tần minh lý kiều này đó tuổi trẻ, liền mỗi ngày vội phải chết, mỗi ngày không là chép sách biên thư, chính là bị lão hàng lâm sai sử chạy chân, điền trọng ngồi ở trong phòng, đều cảm thấy bọn họ mệt hoảng. Đang lúc điền trọng cho rằng hôm nay cũng giống mấy ngày trước đây giống nhau uống trà ngồi vào tán trị khi, một thiếu niên, lén lút chạy đến hắn cửa. Ngươi nếu muốn tiến vào liền tiến vào. Điền trọng uống trà, nhìn đã ở bên ngoài rối rắm nửa canh giờ thiếu niên, nhìn không được nói. Bên ngoài thiếu niên coi như bị hắn liền phát hoảng, đại khái không nghĩ tới thế mà bị hắn phát hiện, do dự một chút, vẫn là cẩn thận đẩy cửa ra, khinh thủ khinh cướp tiến vào. Điền trọng một bên uống trà, một bên đánh giá này ôm thư vào thiếu niên, hỏi. Ngươi tìm đến ta, có việc. Thiếu niên giống như rất sợ hắn, ông thư tại kia ấp úng nửa ngày, mặt nghẹn đỏ bừng, vẫn là chưa nói ra một chữ. Ngươi không là Hàng Lâm viện nhân đi. Điền Trọng tuy rằng đến mới 3 4 ngày, có thể hắn trí nhớ tốt, chẳng sợ gặp qua một mặt nhân cũng có ấn tượng, này thiếu niên hắn có thể khẳng định phía trước tuyệt đối chưa thấy qua. Không là, thiếu niên lần này ngược lại cuối cùng không nói quanh co, bay nhanh trả lời. Không là Hàng Lâm viện nhân ngươi sao chạy vào, Hàng Lâm viện người gác cổng là bài trí. Thiếu niên tiến vào một hồi lại thấy điền trọng giống như cũng không có nghe đồn trung như vậy dọa người không khỏi phòng lên dũng khí hỏi cái kia cái kia ngài là điền trung cũng đại tướng quân sao trước kia là ngươi tìm ta có việc thiếu niên đột nhiên đem quyển sách trên tay phóng tới điền trọng trước mặt tha thiết mong nhìn hắn khẩn cầu nói ngài có thể ở trước khi chết đem quyển sách này viết xong sao điền trọng một miệng trà phun tới triệu mạnh cùng lễ bộ thượng thư ôn lam thương lượng hoàng đoan ngọ lễ mừng sau thuận miệng hỏi điền trọng còn tại hàng lâm viện là điền biên tu mỗi ngày đều đúng hạn đến hàng lâm viện đang trực là mỗi ngày đúng hạn đến hàng lâm viện uống trà đi triệu mạnh cười lắc đầu hắn lúc sơ trung trạng nguyên sau cũng từng ở hàng lâm viện ngốc qua một mấy ngày nhưng là biết tình huống bên trong đối với người mới nếu không bối cảnh tự nhiên bị sai sử mệt chết cần phải là rất có bối cảnh, cũng sẽ bị cung đứng lên nhàn chết. Bắt đầu vài ngày là, bất quá bây giờ Điền Biên Tu rất bận. Vội. Chẳng lẽ có người dám sai sự hắn? Triệu Mạnh kinh ngạc nói. Này thật không có. Khi hắn vội cái gì? Vội vàng thư. Thư. Cái gì thư? Chính là hắn kia bổn về thiên thời thiên thư, không thiên dám đám kia đồ điên từ lúc biết Điền Biên Tu chính là Điền Tướng Quân sau, quả thực hưng phấn điên rồi hiện tại đều đổ ở điền biên tu cửa chờ hắn đem viết hoàng điền biên tu bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi ngày vội vàng thư triệu mạnh lần đầu cảm thấy không thiên giám những người đó còn có điểm dùng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video